rể quý trời cho. Chương 1141, bí cảnh. Cảm giác của hỗn độn, quấn lấy cơ thể, giống như dính chất lỏng xên xệt, khiến người ta rơi vào lo lắng. Ơ ó điều loại cảm giác kỳ lạ này chỉ là chuyện trong nháy me, khi Lâm Thanh Diện mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân đã đến một khu rừng sâu. Ngay trước mặt, một tấm biển cực lớn, bên trên viết chữ viết mơ hồ, đã không nhìn rõ là cái gì, quả nhiên trách chính là nơi này rồi. Trong lòng Lâm Thanh Diện chỉ còn lại sự kích động, cất bước đi về phía trước, mà khi Lâm Thanh Diện còn chưa đi được mấy bước, bỗng cách đó không xa truyền đến giọng nói ầm. Nghe thấy những động tĩnh khác thường này, trong lòng Lâm Thanh Diện tràn ngập nghi hoặc. Theo lý mà nói, ở nơi sâu trong rừng rậm như này, lại là trong bí cảnh, không phải nên không có dấu vết của con người mới đúng hay sao? Còn chưa có đợi Lâm Thanh Diện nghĩ kỹ, bỗng chốc có mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt Lâm Thanh Diện, mà những người này khi phát hiện Lâm Thanh Diện, sạc mặt cũng đều vô cùng kinh ngạc hoảng hốt, cậu là ai? Sự kinh ngạc và hoảng hốt của đám người này rất nhanh biến mất, lộ ra vẻ hung lệ. Lâm Thanh Diện nhìn cách ăn mặc đầu tóc của bọn họ, võ phục, nhìn dáng vẻ giống như người học võ, không giống là người bên ngoài, trách được cử đến đây bảo vệ bí cảnh này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem ra bọn họ đều là những người tu luyện. Tôi là người đến đây tìm đồ, Lâm Thanh Diện nói rồi, đứng dậy. Đứng lại, cậu nếu như tiếp tục bước về phía trước, vậy cậu coi như đâm đầu vào chỏ chết. Một người cầm đầu trực tiếp quát lên với Lâm Thanh Diện. Bọn họ nhận lệnh trông coi bí cảnh, hiện nay nhìn thấy có người xông vào, trong lòng sinh ra ý diệt khẩu. Tôi khuyên các anh, tốt nhất đừng cản đường của tôi. Lâm Thanh Diện trả lời. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, lập tức người đối diện toàn bộ đều ngây ra. Bọn họ căn bản chưa bao giờ có ngờ tới, vậy mà có người dám nói ra lời lẽ này với bọn họ, phải biết nơi này, đây chính là một trong những bí cảnh hiểm có trên trái đất, mà lời lẽ này của Lâm Thanh Diện thật sự chính là cùng cả giới tu luyện bọn họ làm địch. Thằng nhóc này, cậu rốt cuộc có biết nơi này là nơi nào không? Cậu vậy mà dám nói năng ngông cuồng như vậy, lẽ nào là chán sống muốn đến tìm chết sao? Trong ngữ khí của người đó tràn ngập sự khinh thường. Lời nói nhảm của anh thật sự quá lời rồi. Lâm Thanh Diện đã không muốn tiếp tục nói nhảm tốn nước miếng với những người trước mặt này, trong mắt anh vụt qua sát ý, khí tức cả người toàn thân trên dưới trong nháy me bùng ra không nói nhiều, chỉ thấy một đạo ánh sáng bay về phía người đối diện, sau đó người mở miệng nói chuyện với Lâm Thanh Diện cứ như thế ngã xuống, đầu của anh ta chỉ có một lọ máu cực lớn, mà mấy người đứng xung quanh nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt thì tất cả đều bị dọa cho không kịp trở tay, bọn họ căn bản không ngờ. Lâm Thanh Diện thể mà không lưu tình như thế. Lời còn chưa nói được mấy câu thì đã trực tiếp miếu sát thủ lĩnh của bọn họ rồi. Thực lực của vị thủ lĩnh đó, bọn họ đều rất rõ, dễ dàng bị miểu sát, bỗng chốc cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn. Tuy bọn họ cũng là người tu luyện, hơn nữa bí cảnh này đã canh chừng rất nhiều năm, cơ bản người xông vào đây đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ thực lực của Lâm Thanh Diện rất rõ ràng vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Thủ lĩnh của bọn họ đều đã bị Lâm Thanh Diện miểu sát rồi. Bọn họ sao có thể còn dám động thủ với Lâm Thanh Diện? Mà Lâm Thanh Diện lúc này căn bản không muốn phí nước bọt với những người trước mặt, còn chưa đợi những người trước mặt trốn đi. Ý niệm của Lâm Thanh Diện khẽ động, mấy người bước chân chậm nhất, toàn bộ hóa thành cho bụi bay đi, hòa vào trong không khí. Lâm Thanh Diện sau đó túm một người cuối cùng, cản lại. Cầu xin cậu, đừng giết tôi. Người tu luyện cuối cùng nhìn thấy thực lực đáng sợ của Lâm Thanh Diện, không khỏi cầu xin nói. Trong bí cảnh này, ai nói thì được tính. Lâm Thanh Diện hỏi, trong bí cảnh này, người thủ hộ tên là Trương Chí Siêu. Anh ta đang ở đâu, thực lực như thế nào? Tôi cũng không biết, người tu luyện run lấy bẩy trả lời, sau đó nhìn thấy ánh me sắc bén của Lâm Thanh Diện, dọa cho dùng mình, vội nói, thật ra Trương Chí Siêu này, vốn dĩ là một người xuất thân danh môn trong giới tu luyện, mà sau đó vì một vài nguyên nhân nào đó, cả gia tộc đều bị diệt môn. Anh ta không có đường để đi. Chỉ có thể đáp ứng với người khác, vì bọn họ trấn thủ bảo vệ một bí mật trong bí cảnh này. Những năm nay, dưới sự bồi dưỡng của thế lực đó, thực lực của Trương Chí Siêu tăng mạnh, đã thu phục thành công rồi, được cử tới đây trông coi tất cả người tu luyện, trở thành người thủ hộ của một phiến này. Bí mật đó là gì? Lâm Thanh Diện khơi dậy hứng thú. Cái này tôi thật sự không biết. Lâm Thanh Diện thấy người tu luyện này không giống đang nói dối, khẽ gật đầu. Sau đó đánh anh ta ngất đi ném ở bên đường, bản thân đi về hang ổ của Trương Chí Siêu. Trương Chí Siêu lúc này, đang ngồi trên vương tọa của mình,
mà xung quanh toàn là các đàn em, một tên đàn em trong đó mặt mày lấy lòng mở miệng nói với anh ta, từ khi anh đến bí cảnh này, sau khi gian dắt chúng em, người dám đến đây gây chuyện cũng càng lúc càng ít, đây đều là uy danh của đại ca anh. Nếu không phải là lão đại trông coi phiến khu vực này, chúng ta đâu được trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Nào, để chúng em kính lão đại một ly. Đúng, kính lão đại một ly. Uống. Mọi người cầm ly, đồng loạt kính về phía Trương Chí Siêu. Trương Chí Siêu nghe thấy lời của mấy tên đàn em này, trên mặt tự nhiên tràn ngập vẻ thực dụng. Mà khi anh ta vừa muốn bắt đầu khoác lác, thế giới trước kia của mình đột nhiên có một tên đàn em, từ cửa chạy vào mặt mày vô cùng hoảng hốt, vừa chạy vừa giọng nói run rẩy hét to. Không hay rồi lão đại, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu hoảng hốt như này là muốn làm gì? Tôi ở đây, xảy ra chuyện lớn cỡ nào chứ? Dáng vẻ này của cậu xứng làm đàn em của tỏi sao? Trương Chí Siêu lập tức mặt mày bất mãn, tức giận bắt đầu quát tên đàn em này. Không phải, đại ca, em trước đó từ xa nhìn thấy chúng ta có một đội anh em, vậy mà bị một thằng nhóc xông vào giết rồi. Tên đàn em đó chỉ cần vừa nhớ lại một màn mà mình nhìn thấy trước đó, trong nháy mắt bị dọa đến mức hai chân mềm nhũ quỳ xuống đất, cả người toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh toát ra, giọng nói cũng vô cùng run rẩy. Cái gì, vậy mà có người dám làm ra loại chuyện này trên địa bàn của tôi sợ cậu ta là chán sống rồi. Nghe thấy lời này của tên đàn em, Trương Chí Siêu lập tức nổi giận không nhẹ, ha học đập vào tay. Vịn trên ghế, tức tối gào lên. Em cũng không biết thằng nhóc đó thế nào làm được, dù sao tất cả bọn họ đều bị miểu sát. Sau đó đột nhiên biến mất không thấy đâu. Trong ngữ khí của người đó tràn ngập sự khiếp sợ. Hừ, tôi ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám đến chỗ này của chúng ta gây chuyện. Vừa hay, chỗ này của chúng ta đã rất lâu cũng không có ai đến rồi, thiết nghĩ các anh em đều muốn hoạt động gân cốt nhỉ. Trương Chí Siêu lập tức mở miệng nói vài câu với các đàn em ở xung quanh, trong ngữ khí tràn ngập sự lạnh lẽo. Đúng thế, đại ca, từ sau khi anh đến, người dám đến đây gây chuyện càng lúc càng ít, đặc biệt là khi anh nhìn xa trông rộng, sau khi đem những lối vào bí cảnh này toàn bộ đều dùng đá hắc ám bịt lại, người có thể tìm được lối vào đều rất ít rồi. Cho nên chúng em dạo này, nghỉ ngơi cũng quá lâu rồi. Em cũng muốn xem thử, lần này, rốt cuộc lại là thằng nhóc nào, dám tìm đến chỗ này của chúng ta. Chúng em bắt cậu ta luyện tay. Chúng đàn em toàn bộ bắt đầu siết chặt năm đấm nói. Chương 1142, Dược liệu. Nhất thời, Trương Chí Siêu lập tức gọi tất cả đàn em của mình, tất cả mọi chuyện đều mày mặt tức giận từ trong hang ổ ẩn thân của bọn họ chạy tới trên mặt của Làm Thanh Diện lúc này viết đầy sự bình thản. Dù sao, cả đường anh đi tới, trên cơ bản không có ai có thể ngăn cản anh một chút. Anh chẳng qua chỉ dùng vài phút thì đã giết đến cửa hang ổ của Trương Chí Siêu, nơi này thật sự là không tệ. Lâm Thanh Diện vừa nghĩ trong lòng. Vừa dọc theo bậc thêm trước me mà đi thẳng về trước, vào lúc này anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, trái tim của anh rung lên, vội vàng rảo bước đi qua, trực tiếp nhìn thấy một bông hoa quái dị, đang nở rộng trong khe nứt trên tảng đá. Phải biết, gốc thảo dược này chính là thứ anh luôn mong muốn, chính là thảo dược có thể khiến Hứa Bích Hoài tỉnh lại, cho nên lúc này anh căn bản sẽ không nhận nhầm, anh tức khắc đã khẳng định rồi, đây chính là mục tiêu anh đến nơi này. Khi anh vừa muốn đưa tay hái gốc thảo dược này, một giọng nói vô cùng tức giận bóng vang lên bên tai anh. Rốt cuộc là ai, lại dám xông vào địa bàn tôi trông coi, lẽ nào đến tìm chết? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Trương Chí Siêu giản một đám đàn em ở bên cạnh anh ta xông tới, tức giận gầm lên với Lâm Thanh Diện, xem ra đây chắc chính là một đám tàn dư cuối cùng rồi, tôi là người muốn mạng của mấy người. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện tràn ngập sự bình thản. Mẹ nó! Thằng nhóc cậu cũng dám nói ra lời lẽ như này với tôi thấy cậu thật sự là chết đến nơi rồi. Trương Chí Siêu nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức bị chọc tức không nhẹ, mà một đám đàn em ở bên cạnh anh ta tất cả đều mặt mày viết đầy lửa giận, dù sao nơi này là nơi bọn họ trông coi, mặc kệ là ai, chỉ cần dám bước vào nơi này, đó chính là chán sống rồi. Có điều, khi bọn họ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lập tức Trương Chí Siêu và đám đàn em bên cạnh Trương Chí Siêu, toàn bộ đều ngừng lại tại chỗ. Bởi vì Lâm Thanh Diện lúc này căn bản lười nói nhảm với bọn họ, trong nháy me đem linh khí trên người mình tản ra cái này. Đây rốt cuộc là sao? Linh khí rời thể. Cậu rốt cuộc là có tu vi gì? Tất cả mọi người lúc này lập tức bị dọa cho không nhẹ, phải biết thực lực của Lâm Thanh Diện trước mặt thi triển ra, đó căn bản không phải là thứ bọn họ có thể cùng đối kháng. Tuy bọn họ toàn bộ đều là người tu luyện,
nhưng cảnh giới của Lâm Thanh Diện như này, vậy thì kém quá xa rồi. Nếu như thực lực của Lâm Thanh Diện là thật, vậy thì miểu sát bọn họ cũng chẳng qua chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Bọn họ nhìn thấy loại tình thế này sao có thể sẽ không bị dọa sợ toàn thân run rẩy được chứ? Dù sao thực lực của đối phương đã bày ra ở đó, tuy Trương Chí Siêu bình thường cũng tự xưng cao thủ, nhưng so sánh với Lâm Thanh Diện trước mặt, căn bản như con kiến mà thôi. Không phải, đại ca, trong này có Hiểu Lâm, chúng tôi chỉ là nhận lệnh trông coi nơi này, chúng tôi không biết rốt cuộc đã chọc giận anh ở trò nào. Trương Chí Siêu lập tức trở nên hèn nhát, dù sao nhìn thấy loại tình huống ai có thể không sợ hãi. Thực lực của Lâm Thanh Diện bày ra ở đó, cho dù bọn họ thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt với sự tồn tại như thế này căn bản không có chút cơ hội thắng, cho nên anh ta lập tức đã hiểu ra, đối diện với tình huống như này cách tốt nhất chính là lập tức xin tha với Lâm Thăng Bieb ha phải chết. Lâm Thanh Diện mặt mày bình thản nhìn đám người Trương Chí Siêu mở miệng nói, nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, Trương Chí Siêu và một đám đàn em của anh ta lập tức bị dọa không nhẹ, phải biết bọn họ những người này không dễ dàng mới có tu vi của ngày hôm nay. Không muốn bây giờ chết ở nơi này. Mà Trương Chí Siêu tự nhiên cũng hiểu, thực lực của Lâm Thanh Diện tuyệt đối không phải là giả vờ, dù sao mỗi bước của Lâm Thanh Diện tới gần anh ta một bước thì anh ta có thể cảm nhận được uy áp trên người càng nặng hơn một phần, giống như có một ngọn núi đang không ngừng đè lên vai của anh ta. Mà nếu như bọn họ với Lâm Thanh Diện động thủ, vậy bọn họ căn bản không có tí cơ hội để thẳng, nhưng nếu như anh ta bây giờ chọn quay người mà chạy, anh ta và nhiều đàn em của anh ta như vậy cùng chạy trốn, lấy thực lực của anh ta. Anh ta có lẽ có thể lợi dụng bản thân quen địa hình của trò này, có thể trốn thoát, chỉ cần anh ta có thể từ trò này thoát ra ngoài, anh ta tin chắc, anh ta có thể sống sót. Dù sao những năm này anh ta bảo vệ bí cảnh này, lấy được không ít chỗ tốt, đương nhiên, một khi anh ta quyết định làm như vậy, vậy đám đàn em của anh ta chắc chắn có người chết trong tay Lâm Thanh Diện, nhưng điều này lại như thế nào chứ? Chỉ cần người chết không phải anh ta là được. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức nháy mắt với đám đàn em bên cạnh mình. Cuối cùng quát to một tiếng, chạy mô. Nghe thấy một câu này của đại ca, trong nháy mắt đám đàn em của anh ta đều bắt đầu thi triển các loại thần thông, nhanh chóng chạy trốn về các phương, nhưng trên mặt của Lâm Thanh Diện lại chỉ có ý lạnh, nếu như lấy thực lực của anh để những người này chạy như vậy, vậy thật sự chính là sỉ nhục đổi với anh. Chỉ có điều là một ý niệm khẽ động, rất nhanh có mấy người động chân trước lập tức ngã ra đất, chân của bọn họ đều đã bị gãy toàn bộ. Mà những người khác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người này thì lập tức bị dọa không nhẹ, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha với Lâm Thanh Diện. Mà tốc độ của Trương Chí Siêu quả thật là rất nhanh, dù sao thực lực của anh ta là cao nhất trong đám người này, anh ta không ngừng thay đổi phương hướng của mình, khi anh ta thấy mình xếp thoát được khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện khẽ động, giống như một mũi tên rời cung, đuổi về hướng chạy trốn của Trương Chí Siêu. Không quá một giây thì nghe thấy một tiếng kêu xé ruột xé gan. Sau đó tiếng cầu xin tha thoi thóp của Trương Chí Siêu vang lên, xin lỗi, xin lỗi, anh đại nhân đại lượng, anh tha cho tôi một lần đi. Mà lúc này trên mặt Lâm Thanh Diện tràn ngập ý lạnh nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, trong lòng Trương Chí Siêu vô cùng kinh sợ, phải biết anh ta vừa rồi đã dùng toàn lực của mình, tốc độ đã đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa anh ta đối với địa bàn của một phía này còn vô cùng quen thuộc. Anh ta căn bản cho rằng anh ta có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Lâm Thanh Diện. Nhưng lại không đến một phút thì bị Lâm Thanh Diện túm trở lại, trong lòng anh ta lúc này chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, phải biết anh ta tu luyện lâu như vậy, vốn tưởng thực. Lực của mình đã tương đối không tệ, nhưng hôm nay bị đánh cho một vố. Anh ta không khỏi phải nghĩ, đây rốt cuộc là sao? Tại sao sẽ có cao thủ có loại tu vi này nhìn chăm chằm bí cảnh này của bọn họ? Rất nhanh, Trương Chí Siêu và một đám đàn em của anh ta toàn bộ bị Lâm Thanh Diện trói ở một bên. Mà lúc này Trương Chí Siêu từ trên người Lâm Thanh Diện nhìn ra, chỉ thấy Lâm Thanh Diện mặc cực kỳ đơn giản, nhưng trên mặt anh lại đầy sự uy nghiêm, trong nháy me khiến anh ta bị dọa không nhẹ. Đột nhiên sắc mặt của Trương Chí Siêu bỗng thay đổi, không bởi vì điều gì khác, bởi vì ở thắt lưng của Lâm Thanh Diện, anh ta nhìn thấy một tấm lệnh bài quen thuộc, anh ta lập tức bị dọa đến mức hai chân mềm nhũ. Phải biết tấm lệnh bài này anh ta đã từng nhìn thấy. Anh ta trốn trong bí cảnh này, làm người thủ hộ của bí cảnh. Cũng không thoát khỏi liên quan với những người có tấm lệnh bài này, bởi vì tấm lệnh bài này đại biểu cho trưởng quan tối cao của thần Long Việt. Lúc đầu anh ta vốn chỉ là một đàn em người tu luyện đi theo thủ hạ của lão đại của mình, chính do lão đạo nhận được tin tức, tiểu đội của bọn họ bị thần Long Vệ nhìn vào, lão đại của bọn họ lập tức bị dọa không nhẹ, trong đêm cho bọn họ phân tán ra, mang theo số tiền những năm này kiếm được, trốn ra nước ngoài. Còn anh ta chẳng qua chỉ là một tên đàn em mà thôi.
căn bản không có tư cách được lão đại gian đi, không thể không trở lại nơi này từ đó be đầu cuộc sống giấu tên giấu họ. Anh ta thật sự không ngờ, vậy mà bản thân có thể có ngày lần nữa nhìn thấy người có tấm lệnh bài này, hơn nữa người này bây giờ còn bắt sống được anh ta. Chương 1143, trưởng quan của thần Long Vệ. Chẳng lẽ, anh là trưởng quan của thần Long Vệ? Nghe thấy Trương Chí Siêu run lấy bẩy nói ra câu này, sắc mặt của Lâm Thanh Diện bỗng thay đổi, mở miệng hỏi Trương Chí Siêu. Anh biết, danh hiệu của anh ai có thể không biết chứ, cầu xin anh tha cho tôi một lần đi. Lúc này Trương Chí Siêu nhận được sự xác nhận của Lâm Thanh Diện, Trương Chí Siêu lập tức cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ rồi. Trời ạ, thật sự là quá không tin được. C vậy mà gặp phải người đáng sợ nhất trong cả nứa. C lấy thực lực của vị này căn bản không có ai có thể là đối thủ của anh, đừng nói chỉ là trong nước, cho dù ở nước ngoài, cũng không có mấy người dám chọc giận người như này. Mà Trương Chí Siêu vốn chẳng qua chỉ là một tên đàn em đang sau lão đại, anh ta tự nhiên cũng từ trong miệng của lão đại nói về truyền thuyết của Lâm Thanh Diện. Phải biết những năm nay lão đại của bọn họ, đã từng bắt tay với lão đạo của mấy tổ chức khác, muốn giết Lâm Thanh Diện, nhưng cuối cùng lại có rất nhiều chết trong tay Lâm Thanh Diện, nếu không phải lão đại của bọn họ. Tâm tư sâu, tìm một cơ hội trốn thoát, nếu không căn bản không thể còn có sống nói chuyện với bọn họ. Cầu xin anh tha cho chúng tôi lần này, chúng tôi những năm nay cũng kiếm được ít tiền, nếu như anh có thể tha cho chúng tôi lần này, chúng tôi bằng lòng giao nộp tất cả tiền tài và thanh nang kinh cho anh. Ngữ khí của Trương Chí Siêu đều đã run rẩy. Thanh nang kinh. Trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra nụ cười, lẽ nào là sách y trong truyền thuyết lợi dụng thần niệm, có thể chữa khỏi mọi thứ. Có nó há không phải có thể trở thành hoa đà tái thế hay sao? Lúc này nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Diện, trong lòng Trương Chí Siêu cuối cùng cũng thở phào. Dù sao theo anh ta thấy, cho dù bên cạnh Lâm Thanh Diện vô cùng cao quý, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ qua tiền tài và sách y. Anh ta tin chắc Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ cho anh ta một con đường sống, nhưng giây tiếp theo lời mà Lâm Thanh Diện nói ra, lập tức khiến trái tim của anh ta rơi xuống đáy. Cốc! Các người sắp phải chết rồi! Vốn dĩ Trương Chí Siêu còn tưởng Lâm Thanh Diện xếp đồng ý rồi, khi nghe thấy mấy chữ mà Lâm Thanh Diện nói ra này lập tức sụp đổ rồi, cầu xin anh, trưởng quan, tha cho tôi một mạng. Ha ha, lẽ nào tiền của anh sạch sẽ sao? Những thứ đó vốn dĩ không nên thuộc về anh yên tâm, số tiền này cho dù anh không cho tôi cũng tuyệt đối khiến các anh nhả ra. Thanh nang kinh cũng không phải thứ mà lũ chuột các người có thể hiểu được, các người chịu chết đi. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện tràn ngập sự lạnh lẽo. Lúc này nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Trương Chí Siêu hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nếu như người đối diện là người khác, nói không chừng anh ta sẽ còn liều chết dẫy giụa, thử xem có thể cá cùng lưới rách hay không, ít nhất cũng có thể kiếm được một ít sinh cơ, nhưng bây giờ người đứng trước mặt anh ta là thân Long Vệ đại danh lừng lây, anh ta sớm đã bị dọa vỡ mật rồi, ngay cả tâm tư dẫy giụa cũng không có. Mà lúc này, Lâm Thanh Diện thản nhiên nâng một tay của mình lên mở miệng hỏi, các người chuẩn bị xong rồi chứ? Cầu xin anh, tha cho chúng tôi đi. Anh muốn cái gì, chúng tôi cho anh thứ đó. Sau này anh chính là ba của tôi còn không được sao? Mọi người đều đang khổ sở cầu xin, trước tiên phải khiến Lâm Thanh Diện mở đường. Tuy nhiên ở trong lòng của Lâm Thanh Diện, đám người bọn họ trả áng qua chỉ là phạm nhân trước khi chết, không đáng được khoan hồng. Không quá vài giây. Tất cả những người trước mặt không còn bất kỳ ai còn hơi thở nữa, sau đó làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Thanh Diện trực tiếp nhìn về phía gốc thảo dược đó. Lần nữa đi tới, quan sát kỹ, cho dù là trong lòng anh cũng khơi lên một tia kích động, dù sao gốc thảo dược này anh thật sự là tìm rất lâu rồi, anh chỉ cần vừa nghĩ tới, chỉ cần mình có gốc thảo dược này học bí thuật trong bảo điển thì có thể dùng linh lực luyện thuốc, cuối cùng thức tỉnh Hứa Bịch Hoài. Rất nhanh. Lâm Thanh Diện đã quay lại trong nhà của Lưu Viên Kiều, thấy thảo dược trên tay Lâm Thanh Diện, Lưu Viên Kiều tự nhiên biết Lâm Thanh Diện là đến từ biệt với bọn họ, nếu dược liệu tôi cần cũng lấy được rồi, vậy thì tôi cần quay về quan lĩnh trước. Mà lúc này nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Lưu Viên Kiều sớm đã có chuẩn bị, mở miệng đáp được, vậy cần tôi làm gì không? Cần tôi giúp cậu sắp xếp lộ trình không? Không cần đâu, cho tôi mượn một chiếc xe, lái xe trở về là được. Dù sao Lâm Thanh Diện cũng không muốn phải quá khoa trương, cho nên anh chỉ cần lái xe trở về là được, vậy tôi bây giờ sắp xếp cho cậu. Lưu Viên Kiều lập tức trả lời, đừng quên cần phải nhanh nhất. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện rất bình thản, anh bây giờ đã nôn nóng muốn nhanh chóng đánh thức Hứa Bích Hoài rồi, lúc này nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, trong lòng Lưu Viên Kiều rõ ràng,
Lâm Thanh Diện tuyệt đối là vô cùng nóng lòng, rất nhanh bọn họ đến trong hầm để xe của nhà bọn họ. Tuy những năm nay nhà bọn họ quả thật là nhận không ít ánh mắt ghẻ lạnh, nhưng dù sao cũng tính là gia tộc có bản lĩnh có mặt mũi, cho nên căn cơ cũng vẫn là có. Lúc này, trong hầm để xe của bọn họ, đang đỗ mấy chiếc siêu xe giá trị không nhỏ. Chiếc Ferrari này chúng tôi không lâu trước vừa mới cải tiến, hơn nữa vừa thông qua kiểm tra, cho nên bây giờ trách tính là chiếc xe tốt nhất của chúng tôi. Lưu Ly lập tức chỉ vào một chiếc Ferrari màu đỏ nói với Lâm Thanh Diện, mà Lâm Thanh Diện cũng không hề có chút do dự nào. Lưu Ly nhìn động tác của Lâm Thanh Diện lập tức cảm chìa khóa tới, đưa vào tay của Lâm Thanh Diện. Mà Lưu Viễn Kiều lập tức mở miệng nói với Lưu Ly, con cũng đi cùng Câu Lâm đến đó, ngộ nhỡ trên đường gặp phải chuyện gì cũng có thể chiếu cổ lẫn nhau. Còn Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Lưu Viễn Kiều, cũng không có ý muốn từ chối, Lưu Ly lập tức mặt mày hân hoan lên xe. Chương 1144, Ferrari. Theo tiếng gào rú của động cơ xe, chiếc Ferrari cứ như thế được Lâm Thanh Diện khởi động, giống như một trận gió, từ trong hầm xe lao ra ngoài, do chiếc xe đã qua cải tiến, cho nên, mặc kệ là tính năng hay tốc độ, đó tuyệt đối đều đã đạt đến cực điểm mà Lâm Thanh Diện lúc này mới vừa ra khỏi cửa, không lâu sau trực tiếp lên câu cao tốc, tốc độ cũng tự nhiên tăng lên vì để nhanh chóng cứu người, Lâm Thanh Diện thậm chí bắt đầu sử dụng thần niệm, quét tình cảnh xung quanh. Như thế, tốc độ có thể tăng lên càng nhanh. Vốn dĩ dựa theo tốc độ bình thường, ít nhất phải lái xe 3 tiếng mới có thể trở về trong thành phố, nhưng Lâm Thanh Diện vậy mà chỉ dùng thời gian nửa tiếng thì đã đến cửa của tiệm thuốc. Chiếc xe này mới vừa dừng lại, bên ngoài tuyệt đẹp khiến xung quanh có rất nhiều người ngước mã nhìn vừa hay ở gần tiệm thuốc này, Hứa Lệ Lệ ăn mặc trẻ trung, đang cùng mấy người bạn ở đây dạo phố. Vị Hứa Lệ Lệ này, thật ra là họ hàng đăng xa của Hứa Bích Hoài, bởi vì ba của cô ta đắc tội với trưởng bối của nhà họ Hứa, cho nên cả nhà bị ép ra nước ngoài. Cắt đứt liên lạc với nhà họ Hứa giờ mới vừa về nước không lâu, trời ạ, đây lẽ nào là Ferrari sao? Đây rốt cuộc là cậu chủ nhà ai? Vậy mà lái chiếc siêu xe đẳng cấp như, này, thật sự là quá ngầu rồi. Một người bạn thân bên cạnh Hứa Lệ Lệ mở miệng kinh ngạc hô lên, ha ha, nhìn dáng vẻ chưa thấy sự đời của cậu kìa, cậu đợi đấy, tớ bây giờ đi xin kết bạn Facebook của anh đẹp trai đó. Hứa Lệ Lệ khinh thường nói, cậu đi đi, tớ không tin. Cậu có thể dễ dàng xin được Facebook. Hứa Lệ Lệ bông ngấn đầu ưỡn ngực, dáng vẻ vô cùng tự tin đi về phía chiếc xe Ferrari Lâm Thanh Diện vừa hay mở cửa xe ra, từ trên chiếc Ferrari bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Diện, Hứa Lệ Lệ lập tức bị sốc, cô ta thật sự không ngờ, loại đàn ông ăn mặc tầm thường này, vậy mà có thể lái nổi chiếc xe Ferrari. Không đúng, người này nhìn thế nào có chút quen mặt. Đúng rồi. Đây không phải chính là ông trông phế vật của chị họ xa đó của cô ta sao? Người như này, sao có thể lái chiếc Ferrari được chứ? Lập tức Hứa Lệ Lệ chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Phát triển trọng tâm của nhà bọn họ, luôn ở nước ngoài, rất ít sinh hoạt ở trong nước, cách sóng đều rất phương Tây. Luôn bị người khác chỉ trích xính ngoại, đừng nói là ở trong nước, ở trong nội bộ nhà họ Hứa đều rất bị bài xích mà qua lại với nhà chị họ, cũng không thân thiết trước nay ở trong ấn tượng của cô ta. Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một tên nghèo hèn, căn bản không thể sẽ có tiền như thế. Dù sao từ bé đến lớn, Hứa Lệ Lệ luôn biết nhà mình không được gia tộc coi trọng, ngược lại người chỉ họ này lại võ cùng ưu tú, trong lòng rất là không phục cho nên Hứa Bích Hoài gả cho Lâm Thanh Diện. Điều này mới khiến loại người từ bé sống ở nước ngoài như cô ta, cảm thấy mình giống như công chúa, đợi bạch mã hoàng tử tới lấy mình, rất có cảm giác ưu việt nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện vậy mà có thể lái chiếc Ferrari đẹp như vậy. Điều này chỉ khiến Hứa Lệ Lệ cảm thấy thế giới của mình đều trở nên tối tăm, cậu rốt cuộc bị sao thế? Lệ Lệ, Lệ Lệ cậu nói gì đi, đừng dọa tới. Mấy người bạn thân đứng ở bên cạnh Hứa Lệ Lệ, thấy dáng vẻ chán ghét lại sửng sốt đó của Hứa Lệ Lệ, trong lòng rất lo lắng. Hứa Lệ Lệ đưa tay ra, dây chán của mình, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Không, không sao, tớ không sao cả. Vậy thì tốt, Lệ Lệ cậu vừa rồi dọa chết chúng tớ rồi. Nghe thấy người bên cạnh díu dít nói chuyện, Hứa Lệ Lệ lúc này mới bình tĩnh lại, chuyện này sao có thể chứ? Người mặc quần áo như này, sao có thể lái nổi chiếc siêu xe đẳng cấp như Ferrari chứ? Đúng, tớ cũng cảm thấy khó tin, lẽ nào là đầu năm nay, những cậu chủ có tiền này đều thích ăn mặc rách dưới giả vờ khiêm tốn sao? Vậy cũng không có khả năng, cho dù là khiêm tốn, ít nhất đồ thương hiệu cũng sẽ mặc. Nhiều nhất là mấy dòng cơ bản.
Mấy người bạn thân bên cạnh Hứa Lệ Lệ dần dần bàn luận, mà lúc này Hứa Lệ Lệ vừa nghe thấy lời của mấy lời bên cạnh, lập tức phản ứng lại, phải biết đối với Lâm Thanh Diện, cô ta sớm đã điều tra rõ ràng rồi. Tuy nhà Hứa Bích Hoài có chút tiền, nhưng một chiếc Ferrari như này, vậy cần phải có một con số trên trời, đây tuyệt đối không thể là chiếc xe Lâm Thanh Diện có thể lái nổi, mà Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, bản thân càng không thể có thực lực như này. Lập tức cô ta nghĩ đến một khả năng, đó chính là chiếc xe này Lâm Thanh Diện đi mượn. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta lập tức vô cùng kích động, phải biết đây là cơ hội tốt nhất để xí nhục Lâm Thanh Diện, xí nhục Hứa Bích Hoài. Nghĩ đến đây, Hứa Lệ Lệ bỗng chốc chạy qua, đứng ở bên cạnh chiếc Ferrari be đâu hô lên với những người xung quanh. Bảo vệ đâu, bảo vệ ở đâu, mau bắt người này lại, anh ta là người trộm xe, chiếc xe này chính là anh ta trộm đến đây. Mà vốn dĩ Lâm Thanh Diện ăn mặc như này lại lái chiếc Ferrari thì đã đủ thu hút ánh mã của mọi người rồi, lúc này vừa nghe thấy câu nói này của Hứa Lệ Lệ, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Hơn nữa Hứa Lệ Lệ sau khi quát lên câu này còn chưa thấy đủ, còn quay sang bảo vệ ở cửa trung tâm thương mại cách đó không xa, gọi to với bọn họ. Giúp với, bảo vệ nhanh với bắt lấy người này trộm chiếc Ferrari của người ta. Lúc này bảo vệ vừa nghe thấy lời này của Hứa Lệ Lệ, mặt mày đầy sự cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện xoay người lại, anh cảm thấy Hứa Lệ Lệ có hơi quen mắt, nhưng anh căn bản lười để ý loại người này, xoay người muốn đi vào trong tiệm thuốc, mua mấy vị thuốc còn lại dùng để bổ trợ. Dù sao bây giờ theo anh thấy, khiến Hứa Bích Hoài tỉnh lại mới là chuyện lớn của anh bây giờ còn không biết Hứa Bích Hoài gần đây rốt cuộc như thế nào rồi. Lâm Thanh Diện, anh tốt nhất đừng mơ chạy. Nói xong câu nói này, Hứa Lệ Lệ trực tiếp xông tới túm chặt Lâm Thanh Diện, mặt mày hưng phấn gào. To với mọi người xung quanh phải biết, cô ta trước giờ đều muốn hung hãn sỉ nhục Lâm Thanh Diện, như thế mới có thể ở trước mặt Hứa Bích Hoài lộ ra cảm giác ưu thế hướng ngoại của mình. Người nhà họ Hứa mấy người, thật sự tưởng mình giỏi lắm sao? Tôi hôm nay khiến các người mất hết mặt mũi. Còn chiếc xe Ferrari này của Lâm Thanh Diện rốt cuộc là mượn, hay là trộm, căn bản không quan trọng, dù sao không phải là của chính anh ta. Anh giải thích không rõ, mặt mũi này, hôm nay chắc chắn mất hết rồi. Trong lòng Lâm Thanh Diện lúc này vô cùng sốt ruột, quay đầu nhìn sang Hứa Lệ Lệ vậy mà túm chặt anh, lập tức trên mặt lộ ra một tia lửa giận, mở miệng quát Hứa Lệ Lệ. Tôi khuyên cô, mau chóng buông tôi ra. Sao hả, lẽ nào tôi không buông anh ra, anh còn muốn đánh tôi? Nói cho anh biết, ở đây nhiều đàn ông lịch thiệp như vậy, sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hứa Lệ Lệ nghiêm nhiên mang dáng vẻ thang chắc rồi, bảo vệ, người này ở nhà của chúng tôi ăn không uống không, chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, tôi đối với anh ta thật sự là quá quen thuộc rồi, anh ta căn bản không khả lái nổi chiếc siêu xe đẳng cấp như này. Hơn nữa anh nhìn đồ anh ta mặc, vừa nhìn là biết một tên nghèo hèn, các anh nếu như hôm nay không bắt anh ta lại, vậy các anh thật sự bỏ lỡ rồi cơ hội tốt nhất bắt được tên trộm. Chương 1145, bảo vệ, bắt lấy anh ta. Hứa Lệ Lệ càng nói càng kích động. Vốn dĩ hai bảo vệ này, còn đang nghĩ nên động thủ hay không, vừa nhìn thấy Hứa Lệ Lệ biết Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn hiếu anh ta như thế. Cộng thêm dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, quả thật nhìn trông không giống người có tiền, quần áo từ trên xuống dưới này, cộng vào cũng chỉ 500-600 nghìn mà thôi, còn không bằng quần áo mà bọn họ mua trên mạng. Loại người này đừng nói lái nổi chiếc Ferrari như này, ngay cả tư cách sở sợ rang cũng không có. Thật sự xin lỗi, chúng tôi cảm thấy anh quả thật có hiềm nghi trộm đồ, bắt đầu từ bây giờ anh không thể rời khỏi nơi này. Chúng tôi chuẩn bị gọi điện gọi cảnh sát tới, có người báo án anh, chiếc xe này là đồ ăn cắp, anh tốt nhất đừng hòng chạy trốn, trong camera giám sát ở đây sớm đã quay lại hết hành vi của anh. Mộ bảo vệ trong đó trực tiếp cảm dụng cụ trên tay, chĩa thẳng vào Lâm Thanh Diện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện tuy không hiểu, tại sao Hứa Lệ Lệ muốn làm khó mình, có điều lúc này tâm trạng của anh đã rất không thoải mái rồi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo. Các người tốt nhất đừng cản tôi hôm nay có chuyện gấp, nếu như các người tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy, đừng trách tôi sau đó thu thập mấy người. Ha ha, anh có biết anh rốt cuộc đang nói gì không? Anh có phải là đầu óc có vấn đề không? Hai anh bảo vệ này, các anh tuyệt đối đừng sợ hãi, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ các anh, tin trách chính nghĩa e sẽ thăng. Suy đi nghĩ lại, Hứa Lệ Lệ lại thấp giọng nói, hai anh bảo vệ, các anh nghĩ đi, nếu như có thể be được anh ta, đến lúc đó chủ nhân của chiếc xe này chắc chắn sẽ cảm ơn các anh.
người có thể mua được chiếc Ferrari, ra tay chắc chắn hào phóng, tuyệt đối sẽ không để các anh chịu thiệt. Hai bảo vệ vừa nghe thấy lời này của Hứa Lệ Lệ, lập tức ở trong lòng vô cùng kích động, cô gái này nói cũng là sự thật, dù sao người có thể mua nối chiếc Ferrari, vậy thuận tay cho bọn họ một ít chỗ tốt, đó há không phải chính là một con số trên trời hay sao? Đúng, thằng nhóc này anh tốt nhất đừng nghĩ sẽ dọa được chúng tôi, hai người chúng tôi đều đã qua đào tạo. Thái độ của hai bảo vệ đó lập tức quay ngoe 180 độ, tức giận quát Lâm Thanh Diện. Có chuyện gì? Lưu Ly lúc này còn ngồi ở trong chiếc Ferrari, vốn dĩ cô ta căn bản không có định xuống xe, dù sao Lâm Thanh Diện bảo cô ta ngồi ở trong xe đợi là được, cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà bị một cô gái túm lấy. Hơn nữa hai bảo vệ còn mặt mày không mấy thân thiện nói gì đó với anh, Lưu Ly lập tức nổi giận. Ô ta mở cửa xe thì trên xe bước xuống, lạnh lùng nói với mấy người trước mặt, đây là xe của tôi. Là tôi để anh ấy lái, có vấn đề gì không? Sau khi nghe thấy lời này của Lưu Ly, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Ly. Vốn dĩ cô cả nhà họ Lưu thuộc tuýp người vô cùng có khí chất, cộng thêm ăn mặc cực kỳ tinh tê thương hiệu lớn đẹp lên người, vừa nhìn là biết thân phận lai lịch không nhỏ. Các mấy bảo vệ này dù sao bình thường cũng gặp không ít người có tiền, các nhãn hiệu cao cấp cũng thấy không ít, cho nên nhìn thấy cách ăn mặc và kiểu tóc của Lưu Ly, trong nháy me hiểu được. Sợ rằng Lưu Ly tuyệt đối là cô chủ của nhà giàu nào đó. Nếu nói chiếc Ferrari này là của cô ta, tuyệt đối không sai, vậy thì nói thông rồi, cô là ai? Cô dựa vào đâu mà nói chuyện? Hứa Lệ Lệ lúc này cũng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lưu Ly xinh đẹp đứng đó. Khoảnh khắc đó, trong lòng Hứa Lệ Lệ bỗng dâng lên cảm giác tự ti, cô ta đứng ở trước mặt Lưu Ly, giống như một đứa con gái nhà quê lên thành phố, mặc kệ là đồ mặc trên người. Hay là khí chất nội hàm, cô ta căn bản không theo kịp người ta. Mấu chốt là lúc này Lưu Ly cũng đã đứng ra, vậy tức nói rõ chiếc xe này căn bản không phải là Lâm Thanh Diện trộm, vậy lời cô ta nói ra trước đó, há không phải là nói vớ vẩn hết hay sao? Hứa Lệ Lệ bỗng chốc cảm thấy mặt của mình dường như rơi xuống đất, để mặc người bên cạnh giảm. Đạp! Sao hả, còn không thả người, lẽ nào các anh nghĩ ngờ tôi cũng là đồng bọn của kẻ trộm xe? Lưu Ly nhìn những người trước mặt này bị mình dọa rồi, tiếp tục tức giận quát. Không dám, xem ra là hiểu lầm. Nghe thấy lời của Lưu Ly, hai bảo vệ lập tức trở nên hèn nhát, vội vàng lắc đầu. Lâm Thanh Diện lúc này thấy Lưu Ly cũng xuống xe, lập tức mở miệng nói với hai bảo vệ, vậy thì bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Thật sự xin lỗi, thưa anh, đều là chúng tôi đã hiểu lầm anh, thật sự xin lỗi, chúng tôi đã làm mất thời gian của anh. Hai bảo vệ mặt mày sợ hãi. Nhìn trông giống như là cô chủ của nhà giàu nào đó, nếu như Lưu Ly thật sự phản ánh bọn họ, hai người bọn họ đều phải mất đi bát cơm. Dù sao, bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, chứng minh xe là Lâm Thanh Diện trộm được, đều chỉ là nghe lời nói suông từ miệng Hứa Lệ Lệ. Hiện nay nhìn thấy chủ xe càng có khí thế, lập tức trở nên ủi xìu, còn cả cô mau lấy cái móng vuốt của cô từ trên người anh ấy ra. Lưu Lý tức giận quát một tiếng. Dọa Hứa Lệ Lệ nhanh chóng thu tay của mình lại, gương mặt của cô ta đã đỏ bừng, hơn nữa chuyện này còn ở trước mặt đám bạn thân của cô ta, muốn sỉ nhục Lâm Thanh Diện một chút, kết quả hôm nay lại mất hết mặt mũi không đúng, chồng của chị họ và cô Lưu Ly này vậy mà từ cùng trên một chiếc xe bước xuống, chuyện này còn không đủ làm bài văn sao. Hứa Lệ Lệ lập tức cười lạnh ở trong lòng. Ta biết mình nên làm như nào, mới có thể trả thù Lâm Thanh Diện rồi, còn có thể vớt lại mặt mũi của mình. Lâm Thanh Diện, tôi thật sự không ngờ, anh vậy mà sẽ rơi vào cảnh làm trai bao cho người ta. Sao hả, chị họ tôi không đú cho anh chơi, còn muốn quấn lấy cô gái nhà giàu sao? Tôi ngược lại muốn xem thử Hứa Bích Hoài sau này còn ở trước mặt tôi giả vờ thế nào nữa, như thế này xem ra, hai người thật sự là xứng đôi. Nghe thấy Hứa Lệ Lệ gọi chị họ, Lâm Thanh Diện đã nhớ ra, cô gái nhìn có chút quen mắt này chính là Hứa Lệ Lệ em họ vừa mới về nước của cô. Khi đó cô em họ này du học ở nước ngoài, gia đình cũng nhiều năm ở nước ngoài kinh doanh, khi vừa về nước, Hứa Bích Hoài còn rất vui vẻ nhắc tới và gửi anh cho anh, không ngờ anh rể họ và em họ lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà ở trong tình cảnh xấu hổ này. Vốn dĩ còn không muốn làm gì với Hứa Lệ Lệ, nhưng bây giờ Hứa Lệ Lệ vậy mà không biết tốt xấu như thế, không những ngăn cản anh đưa thuốc, vậy mà còn dám nói xấu Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện cuối cùng không áp chế lửa giận ở trong lòng nữa. Một cái tát rơi vào mặt của Hứa Lệ Lệ. Chương 1146, một cái tát. Sau khi tát xong một cái tát này,
Hứa Lệ Lệ lập tức bị một lực đạo rất lớn hất ra đất, cô ta mặt mày không dám tin ôm mặt của mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, vẻ mặt vô cùng oán hận. Lâm Thanh Diện, anh đang làm cái gì đó hả? Anh thế mà đánh tôi? Cô ta thật sự không ngờ, làm Thanh Diện vậy mà dám ở trước mặt nhiều người như vậy, tát cô ta một cái, phải biết xung quanh đây có không ít bạn bè của cô ta, trong lòng cô ta lập tức bùng lên lửa giận gầm lên với Lâm Thanh Diện. Ha ha, tôi tát cô một cái, còn là nể mặt vợ của tôi. Cô tốt nhất dừng đúng lúc, nếu như cô còn tiếp tục nói lời vớ vẩn như này, vậy cô đừng trách tôi thủ hạ không lưu tình. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện tràn ngập sự lạnh lẽo. Ha ha, hạ thủ vô tình, lẽ nào anh còn dám làm gì tôi sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh tát tôi một cái, chuyện này đã không còn là chơi nữa rồi. Hứa Lệ Lệ lập tức giống như oán phụ muốn từ trên đất bò dậy, túm lấy Lâm Thanh Diện. Mà lúc này Lưu Ly vô cùng rõ ràng, Lâm Thanh Diện đang rất vội, cô ta nhìn thấy một màn này trực tiếp từ trong túi của mình rút ra một chiếc thẻ đen. Chiếc thẻ đen này là một tấm duy nhất của nhà đình bọn họ có thể tượng trưng cho thân phận tôn quý. Nói với hai bảo vệ trước mặt, các anh nên biết chiếc thẻ này đại biểu cho cái gì, vậy các anh cũng nên biết, nếu như không làm theo lời tôi nói, sẽ gặp phải hậu quả gì. Tôi bây giờ muốn các anh làm một chuyện, đó chính là cô gái này đã quấy rầy nghiêm trọng đến hành trình của chúng tôi, cho nên tôi muốn các anh đuổi cô ta đi. Khoảnh khắc Lưu Ly lấy ra chiếc thẻ đen này, hai bảo vệ lập tức đều bị dọa sợ rồi. Chiếc thẻ này bọn họ đều từng nghe nói tới, bình thường nếu là có khách hàng đến trỏ này của bọn họ lấy ra chiếc thẻ này, vậy trên cơ bản đều là phải dùng quy cách cao nhất để tiếp đãi, đừng nói là đối phương có chuyện bảo bọn họ đi giúp, cho dù là đối phương muốn trung tâm thương mại của bọn họ đóng cửa, vậy cũng là yêu cầu rất bình thường. Lúc này hai bảo vệ này căn bản không ngờ Lưu Ly vậy mà có thể lấy ra chiếc thẻ đen như vậy, lập tức ý thức được thân phận của Lưu Ly, không dám có nửa điểm chần chừ. Lập tức cất bước đi ngăn cản Hứa Lệ Lệ, tức giận quát Hứa Lệ Lệ. Hai người này là khách hàng có thân phận tôn quý, nếu như cô còn dám nói mấy lời như vậy với hai người này, đừng trách chúng tôi bây giờ đuổi mấy người ra khỏi trung tâm thương mại. Tôi thấy cô hôm nay cũng muốn đến đi dạo, nếu như bị đuổi ra ngoài rồi, cả đời này của các cô cũng đừng mơ bước chân vào nơi này shopping lần nữa. Mà hai bảo vệ này đứng ở trước mặt Hứa Lệ Lệ, cộng thêm lời hai bảo vệ này nói ra, Hứa Lệ Lệ lập tức yêu siêu, còn mấy người bạn thân của Hứa Lệ Lệ, cũng vội vàng đi tới đỡ Hứa Lệ Lệ, lén lút nói với Hứa Lệ Lệ. Chúng ta vẫn là đừng đấu với loại người này nữa, loại người này, chúng ta căn bản không đắc tội nổi. Nếu như chúng ta cứ như thế, người ta nói không chừng tùy tiện một câu thì có thể đánh chúng ta bị thương đó. Đúng đấy, chúng ta bây giờ van là mau đi thôi, ngộ nhỡ bọn họ nếu như sử dụng thủ đoạn gì đó với chúng ta tiêu đời rồi. Bạn của Hứa Lệ Lệ đều be đầu khuyên, theo bọn họ thấy, Lâm Thanh Diện trước mặt thi triển thực lực, hoàn toàn không đủ đàn ông, nói không chừng thật sự sẽ đánh cả bọn họ. Càng huống chỉ, sau lưng người này còn có một Lưu Ly. Thân phận khí chất của cô gái này, nhìn dáng vẻ căn bản không phải là người Hứa Lệ Lệ có thể so bì. Hứa Lệ Lệ nghe thấy lời của bản thân, cả người thật sự sắp bị tức điên rồi. Nhưng, nghe thấy lời của những người này, lại không dám xông tới làm gì. Ngộ nhớ cô ta đắc tội với Lưu Ly, vậy thì cô ta chính là đâm đầu vào chỗ chết rồi. Dù sao nhà bọn họ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, căn bản không thể đối kháng với Lưu Ly được. Hừ, hai người đợi đấy, tôi bây giờ chụp hình hai người lại, đến lúc đó tôi gửi cho Hứa Bích Hoài xem, tôi nhất định phải khiến cho hai người quỳ trước mặt tôi, cầu tha. Lúc này trong lòng Hứa Lệ Lệ đã biết mình nên trả thù Lâm Thanh Diện như thế nào rồi, cô ta vội vàng rút điện thoại trong túi ra. Chụp hình Lâm Thanh Diện và Lưu Ly, chỉ cần như này, cô ta sau này có thể uy hiếp Lâm Thanh Diện, đến lúc đó không những có thể vì bản thân trả thù, còn có thể sỉ nhục Lâm Thanh Diện một phen. Trước đó sau khi Lưu Lưu nói xong lời này với hai bảo vệ, lập tức kéo Lâm Thanh Diện rời khỏi cửa của trung tâm thương mại này, đi về phía tiệm thuốc. Bên cạnh, vừa đi vào trong tiệm thuốc, Lưu Ly lập tức hỏi Lâm Thanh Diện. Anh không sao chứ? Cái này có thể có chuyện gì chứ? Cô đợi tôi chút, tôi mua xong ngay thôi. Mà rất nhanh Lâm Thanh Diện ở trong tiệm thuốc chọn xong dược liệu phụ trợ mà mình cần, sau khi anh mua xong thì không có chút do dự, đi ra khỏi tiệm thuốc. Anh bây giờ vừa đi ra khỏi tiệm thuốc, người ở gần trung tâm thương mại đã nghe nói rồi, vừa rồi có người xuất ra chiếc thẻ đen, ngay cả giám đốc của trung tâm thương mại cũng đã đi tới, muốn xem thử rốt cuộc là ai xuất hiện ở gần trung tâm thương mại của bọn họ. Còn lúc này Lâm Thanh Diện và Lưu Ly đã đi đến bên đường rồi, giám đốc đã đuổi theo gọi to về phía Lâm Thanh Diện. Xin dừng bước.
mà Lâm Thanh Diện và Lưu Ly tự nhiên đều không có muốn để tâm đến của người giám đốc này, đi thẳng đến bên đường, mở cửa xe lên chiếc Ferrari rời khỏi con phố này. Đương nhiên, Hứa Lệ Lệ đều luôn chụp mọi tấm ảnh, khi cô ta bấm xem hình trong album, cô ta mặt mày không khỏi đầy ý cười lạnh lẽo, ở trong lòng thầm nghĩ. Lâm Thanh Diện, tôi ngược lại muốn xem đến khi đó anh sẽ xuống đài thế nào. Mà sau khi Lâm Thanh Diện và Lưu Ly lên xe, lập tức lướt qua trung tâm thương mại, giám đốc vừa nhìn thấy hai người vậy mà rời khỏi như thế, lập tức bị chọc tức không nhẹ, gầm lên với đám người bên cạnh ông ta. Các anh rốt cuộc có phải đồ ngốc không hả? Người có thân phận như này tại sao không giữ bọn họ lại? Đây thật sự bỏ lỡ cơ hội kết giao với bọn họ, thật là tức chết tôi mà. Mà vào lúc này, trong lòng Lưu Viên Kiều tính toán, Lâm Thanh Diện và Lưu Ly chắc cũng sắp đến rồi, ông ta trực tiếp rút điện thoại ra, gọi một cuộc cho. Lưu Ly, các con đến đâu rồi? Chúng con sắp đến rồi, vừa rồi mới mua xong được liệu phụ trợ cần thiết, bây giờ đang về quan lĩnh. Lưu Ly lập tức mở miệng nói, cố gắng chăm sóc cậu Lâm, cậu ấy là ân nhân của nhà chúng ta, con nói với cậu ấy, nếu như cậu ấy cần cái gì, nhà chúng ta tuyệt đối nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ. Lưu Viên Kiều lập tức mở miệng nói. Chương 1147, Hứa Bích Hoài tỉnh. Trước đó Lâm Thanh Diện đã đón Hứa Bích Hoài trở về quan lĩnh rất nhanh. Lâm Thanh Diện đã đi vào trong phòng Hứa Bích Hoài đang nằm, khi nhìn thấy Hứa Bích Hoài nằm ở trên giường, vẻ mặt của Lâm Thanh Diện vô cùng đau lòng. Lúc này Hứa Bích Hoài còn trong trạng thái hôn mê, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, lại phóng ra thân niệm của mình, dược lực của dược thảo cộng thêm trước đó bất ngờ có được chỉ đản của Thanh Nang Kinh, không lâu sau, Hứa Bích Hoài cuối cùng từ từ mở mắt ra. Thấy Hứa Bích Hoài trước mặt tỉnh lại, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng kích động. Bích Hoài, em tỉnh rồi. Mà sau khi Hứa Bích Hoài ngây ngốc quét mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, lập tức nhào vào trong lòng Lâm Thanh Diện, trên mặt cô đầy nước mắt, rất rõ ràng dù hôn mê lâu như vậy, nhưng cô đều luôn mong nhớ Lâm Thanh Diện mà lúc này Lưu Ly vốn dĩ luôn ở đằng sau Lâm Thanh Diện cũng thức thời rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, cô ta biết bây giờ thứ mà Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cần là không gian riêng tư. Hồi lâu trôi qua, Lâm Thanh Diện cuối cùng không nỡ nói với Hứa Bích Hoài, anh còn có vài chuyện phải đi xử lý, em trước hết ở trên giường tĩnh dưỡng một lát, đợi em cảm thấy có thể cử động linh hoạt hơn, không cần vội. Hứa Bích Hoài mặt mày không nỡ nhưng vẫn gật đầu, tuy cô bây giờ cần Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, nhưng cô hiểu, Lâm Thanh Diện nói với cô như thế, chắc chắn là có chuyện càng quan trọng phải đi làm, mà Lâm Thanh Diện xoay người đi ra khỏi căn phòng, nói với Lưu Ly đứng ở ngoài cửa, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy. Lâm Thanh Diện lúc này đi đến ngoài cửa phòng của Lâm Trung Thiên, trước cửa có hai người mặc đồ đen đang đứng, vừa nhìn thấy anh thì đều cung kính cúi người, sau đó miệng đồng thanh gọi một tiếng thiếu chủ, còn Lâm Thanh Diện lại chỉ nhàn nhạt gật đầu, chuẩn bị gõ cửa đi vào, anh hôm nay đến đây, có quá nhiều chuyện muốn hỏi ba của anh. Thiếu chủ, ông chủ trước đó không lâu vừa rồi rời đi, nói là cần một khoảng thời gian mới có thể quay về, ông đấy đi đâu? Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện mang theo chút hít lửa giận. Cái này ông chủ không có nói với chúng tôi, chỉ là nhìn dáng vẻ của ông chủ hình như là rất lo lắng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Nghe thấy lời của hai người áo đen, Lâm Thanh Diện chỉ có thể gật đầu, sau đó sải bước chuẩn bị trở về phòng của Hứa Bích Hoài. Trong phòng lúc này, Hứa Bích Hoài một mình ngồi ở trên giường, cô bong cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng hốt, trong đầu không khỏi xuất hiện từng cảnh cô trước đó bị hạ độc, dù sao lần trước, chuyện đó đối với cô mà nói thật sự chính là ác mộng mà cô của bây giờ. Căn bản không biết Lâm Thanh Diện vội vàng ra ngoài như vậy là muốn đi làm gì, cô thật sự sợ hãi Lâm Thanh Diện cũng gặp phải nguy hiểm gì đó. Cũng không biết Lâm Thanh Diện rốt cuộc đang làm cái gì. Trong lòng Hứa Bích Hoài lo lắng, cô cầm điện thoại gọi cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, anh rốt cuộc đi làm gì? Anh khi nào có thể quay về? Anh lập tức quay về. Anh nhanh như vậy đã làm xong việc rồi sao? Vậy anh đợi đó, em bây giờ đi tìm anh. Hứa Bích Hoài vừa nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức trong lòng vô cùng kích động, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị đi ra ngoài phòng. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của Hứa Bích Hoài, cảm thấy không ổn, không sao, em không cần tới đón anh tự về là được rồi. Không được, em nhất định phải đi, Hứa Bích Hoài giọng điệu rất kiên định, anh ở cửa nhà rồi, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy mặt mày vô cùng bất lực mà Hứa Bích Hoài lúc này để điện thoại trong tay xuống. Đi ra ngoài cửa, cô rất nhanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo? Lâm Thanh Diện đưa ra đề nghị dân Hứa Bích Hoài đi ra ngoài,
Hứa Bích Hoài không thèm nghĩ ngợi, vui vẻ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Sau khi tắm rửa xong, Hứa Bích Hoài lái chiếc Mercedes-Benz mới mua của mình chở Lâm Thanh Diện đến một trung tâm thương mại sau khi mua sắm. Lâm Thanh Diện mót liên đi vào nhà vệ sinh, Hứa Bích Hoài đi lái xe ra trước. Hứa Lệ Lệ lúc này cũng xuất hiện ở đây. Không lâu trước, cô ta nhận được điện thoại của giáo viên trước của mình nói là có một cuộc điều tra cần cô ta giúp đỡ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó trên bảng thành tích của ông ta cũng sẽ ký tên của Hứa Lệ Lệ, nhưng lúc này trong lòng của Hứa Lệ Lệ lại không có kích động, bởi vì cô ta trong đầu đều nghĩ đến trước đó mình vậy mà bị Lâm Thanh Diện tát, trong lòng cô ta vô cùng tức giận, cô ta không ngừng nghĩ trong lòng Lâm Thanh Diện anh cứ đợi đấy cho tôi nhất định trả lại món nợ trước đó. Trong lòng cô ta tràn ngập nụ cười lạnh lẽo, phải biết bức ảnh giữa Lâm Thanh Diện và Lưu Ly ở cùng nhau cô ta đều đã chụp lại rồi, đây chính là tội chứng của Lâm Thanh Diện, đợi sau này cô ta có thể dùng những bức ảnh đó uy hiếp Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bắt buộc phải làm theo lời cô ta nói, thậm chí phải không ngừng dập đầu cầu xin cô ta, nếu không cô ta sẽ công khai số ảnh này ra. Vừa nghĩ đến dáng vẻ Lâm Thanh Diện ở trước mặt cô ta không ngừng cầu xin. Hứa Lệ Lệ lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, dường như mọi điều không vui trước đó đều bị quét sạch. Không a, đây chắc là chiếc Mercedes-Benz, đây rốt cuộc lại là con nhà giàu nào lái vậy? Thật sự là quá có tiền rồi. Mọi người bên đường đang nhìn chiếc Mercedes-Benz mới mà Hứa Bích Hoài lái, ánh mắt của Hứa Lệ Lệ cũng bị chiếc Mercedes-Benz này thu hút. Hứa Lệ Lệ nhìn tạo hình của chiếc Mercedes này mặt mày vô cùng ngưỡng mộ, lúc này trong hai mắt của cô ta tràn ngập sự đố kỵ, nhìn chiếc Mercedes-Benz này. Cô ta không ngừng ảo tưởng, nếu như cô ta cũng có thể lái chiếc xe sang như này, vậy thì tuyệt biết mấy, dù sao đây là dòng mới nhất cô ta trước đó đã từng tìm hiểu qua, chiếc xe này không mất 5-6 tỷ căn bản không mua được. Cho dù gia cảnh của nhà bọn họ cũng coi như không tệ, nhưng, ba của cô ta cũng không thể cho cô ta 5-6 tỷ để cô ta mua một chiếc xe như này, nhìn thấy người khác vậy mà có thể lái chiếc xe mà cô ta mong ước trong lòng, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên sự không thoải mái nhưng cô ta lại không thể có cách gì. Chỉ có thể không ngừng ngưỡng mộ ghen tị đố kỵ ở trong lòng. Vào lúc này, cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện ngồi lên chiếc xe Mercedes-Benz đó. Lập tức cô ta bị một màn xảy ra trước mắt làm cho sửng sốt. Cô ta thật sự không ngờ chiếc xe mà cô ta mong ước trong lòng Lâm Thanh Diện vậy mà có thể trực tiếp ngồi vào trong. Điều này căn bản không thể là thật. Nhất thời cô ta chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, căn bản không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện có thể ngồi được trên chiếc xe hạng sang như vậy. Mẹ nó, sao lại là Lâm Thanh Diện? Thật là đáng chết. Chương 1148, thế nào lại là Lâm Thanh Diện? Trong lòng cô ta có thể chắc chắn đây tuyệt đối không phải là xe mà Lâm Thanh Diện bắt, bởi vì căn bản sẽ không có ai lái chiếc xe sang như này ra đường làm xe taxi cả. Đột nhiên cô ta dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức trong lòng vô cùng kích động, quát to. Quả nhiên phế vật chính là phế vật, mình nhất định phải chụp lại một màn này, cộng thêm những tấm của Lâm Thanh Diện lần trước. Dựa vào phụ nữ mới có thể lái được chiếc Ferrari đó, mình thật sự là không ngờ, tên phế vật như vậy sẽ cùng lúc tiếp hai người, điều này thật sự chính là bại hoại đạo đức. Lúc này nghĩ đến đây trong lòng của Hứa Lệ Lệ tràn ngập kích động, cô ta trực tiếp rút điện thoại ra không ngừng chụp chiếc xe Mercedes-Benz đó. Ta kích động đến mức hai tay đều run rẩy, có thể tưởng tượng, nếu như đến lúc đó công bố những bức ảnh này ra, đến lúc đó không chỉ có Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài, ngay cả người nhà họ Hứa cũng phải nhục nhã không ngẩng mặt lên được. C, ha ha, cho các người coi thường chúng tôi. Cho nhà họ Hứa các người mất hết mặt mũi. Hứa Lệ Lệ chỉ cần vừa nghĩ đến lúc dáng vẻ Hứa Bích Hoài nhục nhã không biết để mặt mũi đi đâu, trong lòng lại càng hưng phấn. Nhưng cô ta bây giờ, căn bản không ngờ, chủ nhân của chiếc xe này không phải là người khác, đây chính là Hứa Bích Hoài. Lúc này Hứa Bích Hoài lái xe, nhìn Lâm Thanh Diện ngồi bên cạnh. Trong lòng vô cùng yên bình, chỉ cần Lâm Thanh Diện có thể ở bên cạnh cô thì cô cảm giác trong lòng có sự hạnh phúc. Sau khi đưa Hứa Bích Hoài về, Lâm Thanh Diện đột nhiên có tính toán trước kia ở trong bí cảnh đó, do hoàn cảnh thật sự là quá ưu việt, cho nên tự nhiên không thể chỉ có một gốc dược liệu ở nơi đó, trong đó nhất định còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, mà Lâm Thanh Diện bây giờ đang tính nên làm sao đem những dược liệu thượng đẳng này mang lại công hiệu lớn nhất cho bọn họ. Dù sao ở một phương diện nào đó mà nói, sử dụng riêng công hiệu căn bản không được hoàn mỹ, hơn nữa một lần sử dụng nhiều như vậy, cơ thể con người cũng không thể hoàn toàn hấp thụ được hết, chắc chắn sẽ có rất lớn dược lực bị lãng phí. Cho nên phối hợp với các dược liệu khác sử dụng cùng mới là lựa chọn tốt nhất, nghĩ đến đây, anh lập tức nghĩ tới tổ chức một cuộc giao lưu thảo dược. Có được dược liệu mới, bán đi ít dược liệu hữu dụng khác,
kiếm được một khoản anh bông chốc nghĩ phải sử dụng lực lượng bên đó của ba, nhưng rất nhanh anh phủ định suy nghĩ trong lòng, dù sao địa vị của nhà bọn họ thật sự quá cao, nếu như thật sự lấy danh hiệu của ba anh tổ chức, vậy anh sợ rằng sẽ kinh động đến quá nhiều người, động tĩnh đó thật sự là quá lớn rồi. Rất nhanh anh nghĩ tới một người khác rất tốt, đó chính là viện trưởng Trần Sở Thiên của bệnh viện đỉnh đầu trong thành phố này, nhắc tới lần đầu tiên gặp mặt với Trần Sở Thiên. Vậy cũng tính là vô cùng có duyên phận, đó là vào lúc anh vừa mới có được linh lực, anh ngẫu nhiên vào một bệnh viện, nhìn thấy một bệnh nhân đã sắp chết, mục đích muốn thử xem thân niệm của mình rốt cuộc có lực lượng mạnh cỡ nào, anh thuận tay nhìn ra nguyên nhân căn bệnh của bệnh nhân mắc bệnh nan y này. Lúc đó vừa hay bị vị viện trưởng này nhìn thấy, vị viện trưởng đó căn bản không hiểu thần niệm, tưởng y thuật của anh vô cùng cao thâm, vì thế luôn muốn bái anh làm thầy, nhưng do anh không biết y thuật, cho nên anh đều luôn không đồng ý. Chỉ là thỉnh thoảng dùng thần niệm chỉ điểm một chút, đương nhiên cầm dao phẫu thuật van là vị viện trưởng này. Mà lúc này nếu như anh muốn tổ chức một hội giao lưu thảo dược, người được chọn tốt nhất chính là vị viện trưởng này. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện không chút do dự, trực tiếp gọi một cuộc cho Trần Sở Thiên, mở miệng nói với Trần Sở Thiên, bảo ông ta giúp mình tổ chức một hội giao lưu, để anh có thời gian thu thập đủ nhiều dược thảo là được rồi. Dù sao có rất nhiều thảo dược rất là khó tìm. Đa số đều tản khắp dân gian, mà lúc này Trần Sở Thiên đối với y thuật của Lâm Thanh Diện sớm đã vô cùng khâm phục, đặc biệt là sau khi Lâm Thanh Diện dạy ông ta rất nhiều thứ. Ông ta tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Lâm Thanh Diện, mặt mày kích động nói với Lâm Thanh Diện. Cậu yên tâm đi, cậu Lâm, chuyện này giao cho tôi làm, tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng, tôi lập tức sử dụng toàn bộ người của tôi, bảo bọn họ nói với tất cả mọi người trong thành phố về chuyện này. Chương 1149, buổi giao lưu. Vậy được, chuyện này lại giao cho ông. Sau khi anh chỉ điểm cho viện trưởng Trần vài lần, viện trưởng Trần cảm thấy mình được lợi không nhỏ, tất nhiên gặp người lại khoác lác về y thuật của anh lợi hại tới mức nào. Ngài Lâm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài căn bản không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Sau khi nghe được giọng điệu Lâm Thanh Diện nói chuyện với mình, Trần Sở Thiên lập tức vừa mừng vừa lo, lại nói luôn. Mà làm Thanh Diện hết cách chỉ có thể trả lời nếu sau này ngài có gì cần, cứ bảo tôi qua làm là được. Vì ngài, tôi tuyệt đối sẽ lên núi đao xuống biến lửa cũng không chối từ. Dù sao Trần Sở Thiên cũng thật lòng bội phục Lâm Thanh Diện, cho nên ông ta thấy bất kể mình làm gì cho Lâm Thanh Diện cũng là chuyện đương nhiên, mà sau khi Trần Sở Thiên truyền chuyện này ra ngoài, tất cả người giới y học trong cả thành phố cơ bản đều nhanh chóng nhận được tin tức này. Ai nấy cũng bắt đầu xoa tay, chuẩn bị tốt các loại dược liệu quý nhất trong tay bọn họ. Dù sao đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của bọn họ. Lâm Thanh Diện không lo lắng về các loại dược liệu mình sẽ gặp được. Bởi vì bất kể là loại dược liệu gì, anh chỉ cần dùng thần niệm của mình nhìn qua một lượt là có thể phân biệt ra thời hạn, hiệu quả và đáng cấp của dược liệu. Mà lúc này trong một trường học, một giáo sư đang đứng trên bục giảng, nói với một đám sinh viên ngồi ở phía dưới. Lần này viện trưởng Trần sẽ tổ chức một buổi giao lưu thảo dược, yêu cầu sinh viên của trường chúng ta tới đó. Các em đều là sinh viên xuất sắc nhất của tôi, cho nên tôi dành cơ hội này cho các em. Các em nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này để cố gắng rèn luyện bản thân. Lần này có thể tham gia được buổi giao lưu đáng cấp như vậy chính là vinh dự của các em. Phần lớn những người trong đó đều là các đại thần. Đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể dành cho các em, hy vọng các em đừng phụ lòng tôi. Lúc này, nghe giáo sư nói vậy, các sinh viên xung quanh đều kích động. Dù sao chỉ cần có thể gặp được viện trưởng Trần đã là vinh dự cực lớn đối với bọn họ rồi. Phải biết, Trần Sở Thiên có địa vị cực cao trong giới y học của thành phố. Ông ta chính là viện trưởng của bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Người bình thường không thể đạt được địa vị này. Hơn nữa, hãng năm khoa trong trường bọn họ đều sẽ phái người tới bệnh viện đó để thực tập. Nói Trần Sở Thiên chính là thân tượng của bọn họ cũng không ngoa. Lần này khẳng định sẽ không chỉ có người trong giới y dược tới tham dự buổi giao lưu này. Còn có vài tỉnh Anh của trung tâm thương mại, cũng rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai đối với bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ mở rộng mối quan hệ. Lúc này Hứa Lệ Lệ cũng đang ngồi trong đám sinh viên phía dưới. Vừa nghe giáo sư nói vậy, trong lòng cô ta vô cùng kích động. Ta mới từ nước ngoài về cũng là vì cơ hội giao lưu lần này. Một vài học sinh ra ngoài với danh nghĩa của Trần Sở Thiên đều sẽ trở thành bác sĩ nổi tiếng. Hơn nữa khẳng định những người có khả năng tham gia buổi giao lưu lần này đều là nhân vật có máu mặt. Nếu cô ta có thể tìm được một cậu ấm con nhà giàu trong đó, vậy đừng nói là chiếc Mercedes-Benz kiểu mới, cho. Dù là chiếc Ferrari trước đó, cô ta muốn có lại tùy tiện có được, nghĩ tới đây,
Cô ta lập tức đờ si ý, trong lòng không khỏi nghĩ, Hứa Bích Hoài, cô vĩnh viễn cũng đừng mong đạp tôi xuống dưới chân. Tôi sẽ làm cho người nhà họ Hứa các cô đều phải hối hận, tôi mới thật sự là vinh quang của nhà họ Hứa. Chưa đến một ngày, Trần Sở Thiên đã thu xếp. Mọi chuyện xong xuôi bất kể là bác sĩ nổi tiếng hay các thương nhân bán thảo dược đều nghe tới danh tiếng của ông ta như sấm bên tai, không dám không nể mặt. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Diện vừa rời giường đã nhận được điện thoại của Trần Sở Thiên. Ngài Lâm, tôi đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi, tôi chọn địa chỉ trên một đảo trong thành phố chúng ta. Dù sao đảo kia cũng tương đối thích hợp để mở những hội nghị như vậy, hơn nữa để bọn họ qua cũng có thể vô cùng thuận tiện. Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện đầy ý cười, vậy cũng quá nhanh rồi. Đúng là phải cảm ơn ông đấy. Lâm Thanh Diện thật sự không ngờ tốc độ của Trần Sở Thiên lại nhanh chóng như vậy. Lúc này mới qua chưa đến một ngày, ông ta đã chuẩn bị thỏa đáng, ha ha, tôi đã sớm nói với ngài rồi, ngài đã giao. Cho tôi chuyện này thì cứ yên tâm đi, dù sao tôi vẫn có chút danh tiếng trong giới y dược này. Tối nay ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ có nửa nước đều sẽ tới đây, trong giọng nói Trần Sở Thiên có chút đặc ý. Vậy được, đến lúc đó tôi lại chờ được mở rộng tâm mắt. Lâm Thanh Diện cũng cười, mà hòn đảo được Trần Sở Thiên nhắc tới lại nằm ở ngoại thành, có hơi xa. Lâm Thanh Diện đã nghĩ, nếu không hôm nay mình lái chiếc Lamborghini mới đặt hàng. Anh nghĩ tới đây lại bấm điện thoại, quả nhiên, cửa hàng 4S bên kia đã chuẩn bị xong. Anh lại bảo người của cửa hàng 4S lái xe tới mà giờ phút này, Lâm Thanh Diện đang ngồi trên chiếc Lamborghini, gương mặt anh rất bình tĩnh. Dù sao với thân phận và địa vị của anh, lái một chiếc Lamborghini đơn giản là bình thường tới mức không thể bình thường hơn, căn bản không gì đáng để khoe khoang. Khi Lâm Thanh Diện đang đỗ ở ngã tư đường để chờ đèn xanh, Hứa Thiên Địa anh của Hứa Lệ Lệ lái chiếc BMW S của mình cũng đang chờ ở ngã tư. Trong lòng anh ta vốn vô cùng đắc ý vì hôm nay có thể lái chiếc BMW. Dù sao chiếc BMW hạng sang này của anh ta cũng trị giá mấy tỷ, bất kể lái đến đâu, tuyệt đối sẽ là tâm điểm chú ý của đám người. Nhưng bây giờ, anh ta phát hiện không ngờ lại có một chiếc Lamborghini đỏ ở bên cạnh xe của mình, anh ta lập tức có cảm giác mình như một thằng hề vậy, bị nhấn chìm trong hào quang của chiếc Lamborghini này. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ai vậy? Không ngờ lại có thể mua được Lamborghini. Lúc này trong lòng Hứa Thiên Địa rất khó chịu. Ban đầu anh ta còn định ra vẻ một chút, nhưng không ngờ bây giờ lại lép vế trước người ta. Anh ta không khỏi nhìn về phía trong chiếc xe Lamborghini. Khi anh ta nhìn thấy người ngồi trỏ ghế lái, anh ta lập tức sửng sốt, căn bản không dám tin vào cảnh tượng anh ta nhìn thấy trước me, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ mình bị hoa me à? Sao người này lại là Lâm Thanh Diện chứ? Còn không chờ Hứa Thiên Địa xác nhận lại thì đèn xanh đã bật lên. Lâm Thanh Diện đạp chân ga mà không hề do dự. Chiếc Lamborghini phát ra một tiếng nổ lớn, lập tức lao vọt về phía trước. Mẹ nó, sao có thể như vậy được? Sao thằng nhóc Lâm Thanh Diện kia có thể lái nối chiếc Lamborghini chứ? Thằng vô dụng như nó căn bản không thể mua nổi. Lúc này Hứa Thiên Địa không ngừng thầm an ủi mình. Anh ta chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Thanh Diện làm thế nào đi nữa cũng không mua nổi chiếc xe như vậy, anh ta lập tức cảm giác tâm trạng của mình tốt hơn nhiều. Dù sao nhà bọn họ vẫn luôn khinh thường Lâm Thanh Diện. Mà lúc này Lâm Thanh Diện lái chiếc Lamborghini đã nhanh chóng tới gần đảo. Anh đã sớm lấy được tấm thiệp mời do Trần Sở Thiên tự mình đưa tới. Bởi vì anh đã sớm thông báo với Trần Sở Thiên, anh căn bản không muốn để lộ thân phận của mình. Chương 1150, thưa ngài, tôi đã đỏ xe cho ngài rồi. Thưa ngài, xe không thể vào đảo này được đâu, ngài chỉ có thể đỏ xe ở bên ngoài. Lập tức có một người bước tới, vỏ cùng cung kính nói với Lâm Thanh Diện lúc này, thái độ của người thanh niên này không chỉ vô cùng cung kính, ngay cả ánh mắt cũng đầy sùng bái. Dù sao đây cũng chính là một chiếc Lamborghini đấy, đây chính là xe hơi sang trọng với mức giá 30 tỷ. Cho dù BMW SS và Mercedes-Benz đều được xem là xe sang, nhưng dù sao chỉ tốn 3 tới 6 tỷ, thậm chí có loại rẻ hơn chỉ mấy trăm triệu lại có thể lấy được một chiếc như vậy. Nếu anh nói bỏ mấy trăm triệu ra mua một chiếc Lamborghini, vậy chỉ có thể nói là anh đang nói mớ. Hơn nữa, đây chính là kiểu dáng Daniel De Titien nhất trong Lamborghini, vậy tôi muốn hỏi bãi đỗ xe rốt cuộc ở đâu. Tôi không quen với trò này làm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện tới đây, anh không tìm được chỗ, là thế này, cho chúng tôi có phục vụ đỗ xe giúp, đặc biệt là loại xe sang đẳng cấp như của ngài, chúng tôi tuyệt đối sẽ vô cùng cẩn thận.
Ngài yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi khẳng định không có gì phải nói. Người thanh niên kia lập tức mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện. Nghe người thanh niên này nói vậy, Lâm Thanh Diện lại khẽ gật đầu. Dù sao bình thường ở một vài khách sạn vẫn có dịch vụ đổ xe như vậy. Anh nhanh chóng xuống xe và nói với người thanh niên kia vậy tôi chờ cậu ở đây. Được à, mong ngài nhận lấy danh thiếp của tôi sau này ngài muốn lấy xe cứ gọi điện thoại thẳng cho. Tôi là được. Người thanh niên kia thậm chí sắp gập lưng thành một góc 90 độ, móc từ trong người ra một tấm danh thiếp và đưa về phía Lâm Thanh Diện mà Lâm Thanh Diện nhận lấy danh thiếp trong tay anh ta, lại bảo anh ta qua đỏ xe. Còn anh lại đứng chờ tại chỗ. Mà giờ phút này, đám sinh viên của trường học kia đã đến cách Lâm Thanh Diện không xa. Lần này, bọn họ qua tham gia buổi giao lưu này, khi ngắm nhìn phong cảnh trên đảo, trong lòng bọn họ không khỏi xúc động nói, phong cảnh ở đây thật sự quá tuyệt. Nếu có thể mua một biệt thự ở đây thì phải thoải mái tới mức nào chứ, cậu đúng là không có kiến thức. Phong cảnh ở đây căn bản còn chưa tính là cao cấp nhất đâu. Tôi từng tới châu còn đẹp hơn ở đây nữa. Hứa Lệ Lệ đứng bên cạnh không nhìn được lại nói với vẻ xem thường, thật giống như cô ta ở đâu cũng nhất định phải hơn người khác, khoe khoang một lúc vậy. Xung quanh lập tức có mấy người bắt đầu tâng bốc Hứa Lệ Lệ, kinh ngạc nói. Vậy thì quá tuyệt còn gì, không ngờ cậu từng ngắm được cảnh đẹp như vậy, nếu tôi có thể thấy một lần thì tốt biết bao. Mà giờ phút này, Hứa Lệ Lệ nghe người bên cạnh tâng bốc mình, lập tức cảm giác như mình cũng muốn bay lên trời rồi. Cho dù cô ta căn bản chưa từng đi qua trò nào đẹp hơn, nhưng vậy thì sao chứ? Dù sao nói xuông cũng chẳng mất tiền, cô ta muốn nói thế nào mà không được. Bây giờ chẳng phải cô ta đang hưởng thụ sự hâm mộ của đám người bên cạnh sao? Đúng vậy, lần trước tôi đi tới chỗ đó còn đẹp ở đây nhiều. Hứa Lệ Lệ thở dài, dù sao thời tiết nước ngoài cũng tốt hơn. Trong nước dường như đều bị ô nhiễm công nghiệp, đầy sương mù. Phong cảnh này cũng chỉ có thế thôi. Đáng tiếc lần trước cô ta đang định đi, trong nhà cậu ấm mà cô ta vất vả lắm mới câu được lại đột nhiên phá sản, bằng không cô ta có thể thật sự ngắm được phong cảnh đó, mà không phải chỉ có thể đứng đây chém gió. Đáng tiếc, phong cảnh thì đẹp nhưng người tâm tư xấu xa lại không xứng thưởng thức, Lâm Thanh Diện vừa vặn đi ngang qua, lạnh lùng nói chen vào. Hứa Lệ Lệ vừa nghe được câu này, võ thức tưởng đối phương đang nịnh mình. Nhưng cô ta suy nghĩ cẩn thận, lại lập tức cảm giác có gì đó không ổn. Đầu tiên là câu này dường như có ý chế giễu, thứ hai là sao giọng nói nghe có hơi quen. Cô ta quay người sang và lập tức nổi giận, gào. Lên với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, sao kẻ vô dụng như anh lại có mặt ở đây? Phải biết chỉ có người nhận được lời mời, hoặc đám người đến từ trường đại học như bọn họ mới có thể bước vào đây. Nhưng không ngờ bây giờ Lâm Thanh Diện lại đứng ở trước mặt cô ta. Điều này khiến cô ta rất tức giận. Không có gì. Tôi chỉ qua tham gia buổi giao lưu lần này thôi. Trong giọng nói bình thản của Lâm Thanh Diện lại lộ vẻ ngoan cường. Hứa Lệ Lệ, lẽ nào cô có quen biết với anh ta à? Lập tức có sinh viên đứng bên cạnh Hứa Lệ Lệ nhìn sang Lâm Thanh Diện, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt. Sau khi phát hiện Lâm Thanh Diện chẳng qua ăn mặc mộc mạc, thậm chí còn có chút quê mùa, người đó lập tức mở miệng châm chọc. Thật không ngờ Hứa Lệ Lệ cô còn nhận thức với kẻ nhà quê như vậy đấy. Trong đó có vài người sớm chướng mắt Hứa Lệ Lệ, lại be đầu châm chọc, khiêu khích. Tôi mới đi du học về, sao quen biết gã nhà quê, nghèo kiết xác này chứ? Hứa Lệ Lệ thậm chí còn chẳng muốn nhận người anh họ này. Thấy Lâm Thanh Diện còn đứng, ra đấy không đi, cô ta càng tức giận, hét lên với anh. Này, anh đứng ở đây làm gì? Anh tốt nhất mau cút đi cho bà đây. Ha ha, chỗ này là địa bàn của cô à? Sao tôi phải cút? Cô bảo tôi cút thì tôi phải cút à? Lâm Thanh Diện nói đầy vẻ khinh thường. Không sai, hôm nay tôi vẫn phải nói cho anh biết, Hứa Lệ Lệ bảo anh cút thì anh nhất định phải cút. Dù sao anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Hứa Lệ Lệ có thể nói chuyện với anh là cho anh mặt mũi rồi. Anh còn đứng đây làm gì, còn không mau cút đi cho ông. Một cậu thanh niên trong đó vẫn luôn theo đuổi Hứa Lệ Lệ lập tức tìm được cơ hội thể hiện bản thân, cũng bắt đầu gào lên. Đúng vậy, Hứa Lệ Lệ có thể nói chuyện với anh là do anh may mãn ba đời rồi. Anh tốt nhất nên suy xét cho kỹ, mau cút đi. Loại nhà quê như anh căn bản không có tư cách tới cho này đâu. Nếu còn không cút, đến lúc đó tôi sẽ ném anh xuống hồ làm môi cho cá đấy. Mọi người xung quanh đều bã đầu châm chọc và khiêu khích Lâm Thanh Diện. Nhưng vào lúc này, người thanh niên đi đô xe cho Lâm Thanh Diện lúc trước đã đỏ xe xong,
đang chạy tới chỗ của Lâm Thanh Diện. Anh ta chạy đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, cung kính gập lưng thật sâu chào Lâm Thanh Diện rồi mới nói, thưa ngài, tôi đã đỏ xe giúp ngài rồi. Đây là chìa khóa của ngài, tôi xin trả lại cho ngài, mong ngài hãy cất kỹ. Chương 1151, ghen tị với các người. Có đôi khi tôi thật sự ghen tị với các người có thể trải nghiệm một cuộc sống của người bình thường, có thể ngồi trên xe buýt như thế này. Lâm Thanh Diện lắc đầu thở dài một hơi, tiện tay nhận lấy chiếc chìa khóa xe Lamborghini của chàng trai trẻ tuổi đưa qua, một bộ dạng vô cùng tiếc nuối. Lúc mà người xung quanh nhìn thấy thái độ của chàng trai trẻ đối với Lâm Thanh Diện, lại cộng thêm chiếc chìa khóa đó, có thêm một con bò to tướng ở trên chiếc xe, trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Ai cũng không nghĩ ra Lâm Thanh Diện y như là một tên phế vật, trên người mặc quần áo vỉa hè, thậm chí còn có chút quê mùa, thế mà lại có thể lái chiếc Lamborghini, còn cái thằng nhóc lúc nấy nói năng lỗ mãng với Lâm Thanh Diện trong nháy mắt trên mặt viết toàn vẻ xấu hổ. Trong lòng của cô ta đã không còn lại cảm giác ưu việt như lúc nấy nữa, thay vào đó chỉ có đau rát, giống như là vừa mới bị đánh một bàn tay thật là mạnh. Ai cũng biết rằng chiếc Lamborghini là một chiếc xe sang trọng có giá trị hàng chục tỷ. Mà bọn họ cũng chỉ là người trong gia đình bình thường, thế mà còn dám nói với Lâm Thanh Diện những lời như thế. Mà giờ phút này, sắc mặt của Hứa Lệ Lệ cũng rất khó coi, cô ta thật sự không ngờ DN này Lâm Thanh Diện có thể lái chiếc Lamborghini. Bây giờ anh nói cho tôi biết rốt cuộc là tôi có tư cách vào đó hay không? Cả khuôn mặt của Lâm Thanh Diện đều là ý cười, mở miệng nói với chàng trai trẻ tuổi. Vị khách tôn kính này, anh đang nói đùa cái gì thế? Sao tôi lại không cho anh đi vào được chứ? Mời anh, tôi tự mình dẫn đường cho anh. Trên mặt của chàng trai trẻ tuổi đỗ xe đều là vẻ cung kính, duỗi một cái tay ra bắt đầu dẫn đường cho Lâm Thanh Diện. Mà lúc này Lâm Thanh Diện căn bản cũng mặc kệ Hứa Lệ Lệ cùng với đám người này, trực tiếp đi vào với nhân viên phục vụ. Hứa Lệ Lệ nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện, thiếu chút nữa là tức giận đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Hứa Lệ Lệ, rốt cuộc cái người này là ai vậy? Thế mà lại có tiền như thế, còn có thể lái được chiếc Lamborghini, cậu có người quen như thế này mà cũng không giới thiệu cho tôi biết nữa hả? Hay là nói cậu giấu giếm để mình sử dụng riêng? Có một vài nữ sinh trong số đó nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện, trong mắt không còn loại mỉa mai dò xét cách ăn mặc của Lâm Thanh Diện như lúc nấy, ngược lại là bộ dạng sùng bái, trên mặt viết đầy ái mộ, so sánh với trước đó quả thật giống như là hai người. Dù sao Lâm Thanh Diện là người có thể lái được chiếc Lamborghini, trong mắt của bọn họ, đây. Quả thật là ứng cử viên cho vị trí người chồng tốt nhất. Cái này thì có gì đặc biệt hơn người chứ, nói không chừng chẳng qua là anh ta trúng số thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày trong người không có một đồng nào, nghèo rất mồng tơi. Những người lúc nấy châm chọc khiêu khích Lâm Thanh Diện, lúc này ở trong lòng lại không hề cam lòng, cho nên cũng chỉ có thể phẫn hận nói. Mà trong số những người này đương nhiên Hứa Lệ Lệ là người khó chịu nhất, cô ta thật sự không ngờ đến Lâm Thanh Diện không chỉ dám nói năng mất lịch sự với bọn họ, hơn nữa còn lái một chiếc Lamborghini. Nhưng mà rất nhanh, cô ta liền nghĩ đến một chuyện, đó chính là Lâm Thanh Diện là một tiểu bạch kiểm, xem ra chiếc xe này là của một quý bà nào đó lúc trước. Trong nháy mắt, trong lòng của Hứa Lệ Lệ cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Dù sao thì cô ta cảm thấy rằng chiếc Lamborghini này cũng chỉ là do những phú bà đó cho cái thằng nhóc này mà thôi. Cái thằng nhóc này đúng là một tên phế vật, bản lĩnh gì cũng không có, chỉ có thể ăn bám mà thôi, chờ sau này tôi nhất định sẽ làm cho anh quỳ gối ở trước mặt của tôi mà dập đầu cầu xin tha thứ. Xin tôi đừng phát tán những bức ảnh đó, đến lúc đó tôi cũng muốn xem những người đó sẽ có ý kiến gì với anh. Đương nhiên hiện tại Hứa Lệ Lệ cũng không định dùng điểm yếu ở trong tay của cô ta để khống chế Lâm Thanh Diện. Chẳng qua trên mặt của cô ta tràn đầy khinh thường. Cái thằng nhóc này chính là một tên nghèo nàn mà thôi, anh ta có thể lái xe gì, đều là giả vờ hết đó, căn bản không có liên quan gì đến chúng ta. Mà lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngồi trên chiếc cano hướng về hòn đảo, ở trên hòn đảo này có rất nhiều dịch vụ du lịch và ăn uống, bình thường thì hòn đảo này là nơi thích hợp nhất để giới thượng lưu trong xã hội tổ chức các bữa tiệc, đều là những người có mặt mũi mới có thể đến đây được. Nhưng mà địa vị của Trần Sở Thiên lại được đặt ở nơi này. Vì vậy, khi mà bây giờ những người ở trên đảo nghe thấy hội giao lưu này là do Trần Sở Thiên tổ chức, đương nhiên mọi người đều sẽ đồng ý. Dù sao thì nếu như sau này bọn họ có bệnh gì, vậy thì tất cả mọi người đều nhờ Trần Sở Thiên giúp đỡ, bọn họ cũng không muốn mất mối quan hệ này. Mà lúc này ở trong đại sảnh, Lâm Thanh Diện vừa mới bước vào, trong lòng không khỏi cảm thán một trận.
Cái này không phải là hội giao lưu gì hết, quả thật giống như là một cái chợ bán thức ăn, có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, lúc này tất cả đều xuất hiện ở đây, thậm chí còn có người đang giao bán chúng. Dù sao thì ai cũng biết ngày hôm nay chỉ là hội giao lưu do Trần Sở Thiên đã tổ chức, có thể nói rằng có rất nhiều người có mặt mũi sẽ đến đây, một khi thảo dược ở trong tay của những người cất giữ thảo dược được nhìn chúng, nói không chừng là bọn họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thảo dược ở chỗ này tốt hơn rất nhiều lần so với những nơi mà bọn họ thường chạy đến khi có người ta nói là thảo dược tốt trong lúc bình thường. Dù sao thì bọn họ đến đây để chào hàng, vậy thì cũng không thể tránh được bị chèn ép một phen. Nhưng mà bây giờ, ở đây, bọn họ không cần lo lắng chuyện này, thường sẽ đến tham gia đều là những người không ít tiền. Người anh em, cậu nhìn chỗ này của tôi xem, đây đều là những cây nấm linh chi mà gia đình tôi đã cất giữ rất nhiều năm, đã hơn hàng trăm năm rồi đó. Một người đàn ông gầy guộc giống như khỉ vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện tùy ý đi dạo ở đây, đồng thời còn ăn mặc vô cùng giản dị, lập tức cảm thấy có thể chèn ép Lâm Thanh Diện một phen, cho nên lôi kéo Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Mà lúc này, Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của người này, chỉ là hờ hững liếc nhìn qua quầy hàng của anh ta. Sau khi anh nhìn thấy linh chỉ, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, trong lòng nghĩ món hàng như thế này mà có thể được coi là thượng đẳng. Hơn nữa còn là mấy trăm năm, cái này căn bản đang lừa gạt người ta, thứ này ngay cả linh chỉ cũng không được tính. Chỉ là một cây nấm bình thường mà thôi, trông giống với linh chỉ, vẫn may là không có độc, làm đồ ăn cũng không tệ, về phần làm thuốc thì nên xem xét lại đi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không có ý muốn nói cái gì, anh chỉ bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này, ở bên trong đại sảnh có rất nhiều người đến nơi này, trong lòng mang theo tâm tư bất chính, thật giả lẫn lộn, cái này là sự pha trộn giữa đồ cổ thật và đồ cổ giả được bán đầy trên một số phố đồ cổ. Mà chuyện này đối với anh mà nói thật quá đơn giản, anh chỉ cần dùng thần niệm của mình liếc nhìn một phen, thế là anh đã có thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Giống như cái con người ốm như khỉ miệng nhọn đó, trên tay cầm cây nấm dại mà cũng dám gọi là nấm linh chỉ, cái gan của tên này thật sự quá lớn. Phải biết là những kẻ lừa đảo hay đa mưu túc trí, đều là hàng kém chất lượng, hoặc là dứt khoát nói giả vờ năm tháng. Dù sao thì loại thảo dược mấy trăm năm, bởi vì sinh trưởng trong những nơi có chứa linh khí khác nhau, phẩm chất cũng đúng là có sự chênh lệch tương đối lớn. Nếu như không phải là người có âm nhìn sâu rộng, trong lúc nhất thời, căn bản cũng không phân biệt được. Chương 1152, cỏ tinh khiết. Chẳng mấy chốc Lâm Thanh Diện đã đi dạo quanh đây một vòng, mặc dù nơi này có rất nhiều dược liệu có phẩm chất không tệ, nhưng mà những dược liệu này đối với Lâm Thanh Diện mà nói căn bản không thể lọt vào mắt của anh, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Bất chi bất giác, anh lại di chuyển đến trước mặt của người đàn ông gầy gò lúc nấy, chuẩn bị đi cầu thang lên lầu 2 xem thử. Thật sự là không suy nghĩ hả người anh em, thế mà cậu lại trở về rồi. Có phải là cậu cảm thấy rằng cây linh chỉ mà lúc nãy tôi giới thiệu cho cậu không tệ, muốn đến đây mua? Vậy thì cậu có thể nói chuyện giá tiền với tôi rồi. Người đàn ông đó mang theo nụ cười trên mặt nói chuyện với Lâm Thanh Diện, mà Lâm Thanh Diện chỉ lạnh nhạt đáp lời. Ông đừng có nói đùa nữa được không hả? Linh chi giống như ông ấy à, lừa gạt những người không nằm trong nghề còn tốn rất nhiều sức mà lừa gạt tôi thì căn bản không thể nào đâu. Bản chất của cái này vốn dĩ chính là một cây nấm bình thường. Chỉ thích hợp để làm đồ ăn mà thôi. Nhưng mà ông lại nói nó là linh chi, đây không phải là đang mở mắt nói dối đó à? Hội giao lưu ngày hôm nay chính là do viện trưởng Trần đích thân tổ chức, mà anh lại dùng hàng giả như thế, cái này không phải là hành động sáng suốt đâu, dù sao nếu như dược liệu bị dùng linh tinh vậy thì sẽ xảy ra án mạng. Sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói những lời này, trong nháy mắt người đàn ông đó liền ngơ ngẩn cả người. Ông ta thật sự không ngờ đến Lâm Thanh Diện vừa liếc mắt liền có thể nhận ra cây nấm của ông ta. Ai cũng biết là người tầm tuổi với Lâm Thanh Diện căn bản cũng không có khả năng có nhiều kiến thức như vậy, cho nên cũng không thể nào nhận ra được đây là cây nấm. Ít nhất thì ông ta cũng là người gia nhập vào trong cái nghề này nhiều năm rồi, mới có thể nhìn ra cây nấm này có chỗ kỳ quặc. Nhưng mà ông ta liền phá lên cười, mở miệng nói với Lâm Thanh Diện. Đúng là ánh mắt của cậu rất sâu xa đó, nhưng mà cậu yên tâm đi. Mặc dù là ở chỗ của tôi có một vài đồ vật giả, nhưng đều là có thể ăn được. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của cậu, chẳng lẽ cậu thật tâm muốn đến đây để tìm đồ à? Đúng vậy, tôi đến đây để xem có thứ mà tôi muốn không, chỉ có điều là hiện tại tôi đã xem hết tầng này rồi mà cũng không nhìn chúng cái nào hết. Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện tràn đầy ý cười, mà đúng lúc này người đàn ông kia trầm mặc một hồi,
sau đó dường như đã hạ quyết tâm, cắn răng nói với Lâm Thanh Diện. Nếu như cậu đã là người biết nhìn hàng, vậy thì ngày hôm nay tôi tin tưởng cậu. Trong tay của tôi có một vài bảo bối, vốn dĩ chuẩn bị đi bán ở trên lầu, nhưng mà ở trên lầu lại còn có phí thủ tục, mà bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên tôi muốn bán hàng giả của mình trước, kiếm được phí thủ tục rồi sau đó lại đi lên lầu 2 bán những vật này. Nói xong lời này, người đàn ông lại lập tức mở ra một cái dương ở bên cạnh của ông ta. Lâm Thanh Diện chỉ nhìn thoáng qua bên trong cái dương, anh liền nhìn thấy đồ vật ở trong cái dương này hoàn toàn tốt hơn không ít so với những thứ ông ta bày bán, nhưng mà cũng không có quá mức kinh ngạc, chẳng qua chỉ là một số đồ thật mà thôi. Như thế này mà cũng được xem là đồ tốt nữa hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ban đầu Lâm Thanh Diện có chút chờ mong đối với người đàn ông này, nhưng sau khi nhìn thấy một màn này thì trong nháy mắt anh nhíu chặt lông mày mày. Người đàn ông đó lập tức phá lên cười, mở miệng nói lần nữa. Nếu như cậu đã biết những thứ này của tôi là thứ gì, vậy thì cậu xem một chút đi, nếu có cần thì cậu tùy tiện cho tôi một cái giá là được. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện căn bản cũng không muốn tiếp tục nói nhảm với người đàn ông này, nhưng mà rất nhanh, anh liền nhìn thấy ở trong dương của người đàn ông có một cây thảo dược. Cỏ tỉnh khiết. Lúc nhìn thấy thảo dược này, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng đều ngơ ngẩn cả người. Anh thật sự là không ngờ đến thế mà còn có thể phát hiện ra cỏ tinh khiết ở chỗ này. Lúc anh dùng thần niệm liếc nhìn gốc dược liệu, phát hiện ra công hiệu của gốc dược liệu, anh liền xuất hiện một tia mừng rỡ. Mặc dù là không có hiệu quả cải tử hồi sinh, nhưng mà phối hợp với thần niệm của anh, cái này đối với bệnh nhân mà nói tuyệt đối có thể có hiệu quả tốt hơn. Lúc này, trong lòng Lâm Thanh Diện tràn đầy rung động, nhưng mà trên mặt lại không thể biểu hiện ra bên ngoài chút nào hết. Anh cũng chỉ hờ hững liếc nhìn gốc cỏ tinh khiết kia rồi lên tiếng nói. Tôi thấy là loại dược liệu này được đó, tôi muốn nó, ông ra giá đi. Mà người đàn ông kia vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện thế mà lại tiện tay chỉ vào một gốc dược liệu ở trong dương mà ngay chính ông ta cũng không nhận ra, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý. Thứ này vốn dĩ ông ta chỉ là tự tay nhét vào mà thôi, đặt ở trong dương cho đủ số lượng. Ông ta hoàn toàn ôm tâm thái thật giả lẫn lộn. Nhưng mà không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại muốn mua cái này. Tôi thấy là người anh em cũng có duyên phận với tôi, hơn nữa cậu là người đầu tiên mua đồ ở trong tay của tôi, vậy cậu cứ tùy tiện ra giá đi, 3 triệu, như thế nào? Trong nháy mắt người đàn ông đó liền trở nên kích động, mà khi nghe thấy lời nói của người đàn ông này, Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy buồn cười vô cùng. Phải biết là một gốc cỏ tinh khiết như thế này, tùy tiện đặt ở trên hội đấu giá đều có thể đấu giá đến mấy tỷ bạc. Người đàn ông này ra giá có 3 triệu, cái này đúng là phung phí của trời mà. Nhưng đương nhiên là anh sẽ không nói cho người đàn ông đó biết tất cả mọi chuyện, trực tiếp trả tiền liền lấy gốc dược liệu này đi. Trong khoảnh khắc tay của Lâm Thanh Diện vừa mới cầm lấy ngọn cỏ tinh khiết, Hứa Lệ Lệ đúng lúc cũng đi tới, lúc cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lại bỏ ra 3 triệu bạc chỉ mua một cây cỏ dại mà cô ta ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy, trong nháy mắt trên mặt liền tràn đầy khinh thường mà nói lớn. Lâm Thanh Diện. Rốt cuộc là có phải đầu óc của anh có vấn đề hay không vậy? Thế mà anh lại tốn nhiều tiền như thế để mua một gốc cỏ dại này, tôi thấy là anh bị ngu lắm đó. Nghe thấy lời nói của Hứa Lệ Lệ, Lâm Thanh Diện quay đầu lại ngay, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn sang, lên tiếng nói. Tôi mua cái nào làm cho tôi vui vẻ là được rồi, mắc mớ gì tới cô chứ? Có đến lượt cô khua tay múa chân không? Hơn nữa, đối với những loại thảo dược này, cô biết được bao nhiêu? Mà người đàn ông này vừa nhìn thấy có người nói chuyện với Lâm Thanh Diện như thế này, ông ta sợ là Lâm Thanh Diện nhận ra cái này chẳng qua chỉ là một gốc cỏ dại, từ đó đổi ý muốn ông ta trả lại tiền, ông ta quay trực tiếp mở miệng nói. Cô có biết là cô đang nói cái gì không hả? Chẳng lẽ cô muốn nói là một đứa con gái như cô đối với dược liệu rất có hiểu biết à? Lại dám nói quý khách này, quý khách, anh tuyệt đối đừng chấp nhặt với cô gái này mà, có vẻ như cô ta là người không có mắt nhìn. Cũng chưa từng va chạm xã hội, dược liệu ở chỗ tôi tuyệt đối đều là đồ tốt. Người đàn ông trung niên lập tức rất gấp, ngay cả giọng nói cũng nhanh nhanh hơn rất nhiều. Ha ha, dựa vào cái thằng cha này ấy hả? Nếu như anh ta biết những dược liệu này, vậy thì ông tùy tiện đi ở bên đường cũng có thể kéo được người biết dược liệu đó, ông không biết là cái tên này cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi à? Anh ta căn bản hoàn toàn không biết gì về những thứ này hết, đến đây chỉ để làm trò cười mà thôi. Trên mặt của Hứa Lệ Lệ càng đầy vẻ khinh thường, cô ta thấy mặc dù Lâm Thanh Diện đúng là có thể ăn bám, nhưng mà trong lòng của cô ta,
cho dù như thế nào đi nữa Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Tôi không quan tâm cậu ta có phải là phế vật hay không, dù sao thì chúng tôi cũng đã một tay giao tiền một tay giao hàng rồi. Hồi nãy trong lúc nói chuyện với nhau, người đàn ông này đã biết rằng Lâm Thanh căn bản cũng không phải là một người không biết gì, dù sao nếu như quả thật là người thiếu hiểu biết, vậy tại sao có khả năng vừa liếc mắt liền nhìn ra được linh chỉ của ông ta chẳng qua chỉ là một cây nấm mà thôi. Hơn nữa, cuộc trò chuyện lúc nãy của bọn họ đều là những kiến thức có liên quan đến dược liệu. Chương 1153, cỏ dại mà thôi. Ha ha, cái tên ngu này mua rồi hả? Trong mắt của tôi không có gì tốt nhất, đừng có nghĩ anh ta đã bị lừa gạt mấy lần rồi, dù sao thì cũng là lãng phí tiền của anh ta, tôi cũng chỉ chờ để chế giễu mà thôi. Vốn dĩ Hứa Lệ Lệ xuất hiện ở đây cũng không phải là muốn nhắc nhở Lâm Thanh Diện, chẳng qua là đến đây xem trò cười của Lâm Thanh Diện mà thôi. Dù sao thì trước kia Lâm Thanh Diện đã hung hăng đánh vào mặt của cô ta thấy hiện tại đã đến lúc tìm về mặt mũi của mình. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên ở bên tai của Lâm Thanh Diện. Chàng trai, có thể cho tôi xem gốc dược liệu này được không? Sau khi nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều xoay người nhìn qua, liền nhìn thấy có một ông già với mái tóc trắng đang đi về phía bọn họ, mà ở bên cạnh của ông ta có một cô gái trẻ tuổi đang đứng đó. Từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ khí chất, khiến cho người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng không thể chọc ghẹo. Mà Lâm Thanh Diện cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi đưa cây cỏ tinh khiết ở trong tay cho ông già này. Sau khi ông già này nhận lấy thì ông ta lập tức quan sát, sau đó trong nháy mắt trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc, trong giọng nói của ông ta cũng bắt đầu xuất hiện sự run rẩy. Thật là bất ngờ ở một nơi như thế này vậy mà còn có thể xuất hiện loại vật này. Hiển nhiên là lúc này ông cụ ấy cũng đã nhận ra cái này căn bản không phải là một cây cỏ dại, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy được nó, là dược liệu được ghi chép. Trong sách y dược cổ truyền của nhà chúng ta, cái này thật sự làm cho người ta phải rung động. Hai tay của ông cụ cũng bắt đầu trở nên run rẩy, trong lòng của ông ta kích động tràn đầy. Ông nội, chẳng lẽ là ông muốn cây thảo dược này hả? Vậy thì chúng ta mua lại nó đi. Cô gái đi ở bên cạnh ông cụ liền lập tức mở miệng nói. Dù sao thì cô ta hiếm khi thấy ông nội có thể lộ ra một vẻ mặt như thế. Nếu như các người chỉ là muốn nhìn một chút, vậy thì dĩ nhiên là không có chút vấn đề gì. Nhưng mà nếu như các người muốn mua lại nó, vậy thì đáng tiếc quá, cái này căn bản không có khả năng đâu. Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện tràn đầy ý cười. Tại sao lại không có khả năng được chứ? Chẳng lẽ là không phải anh chỉ muốn tiền thôi sao? Tôi cho anh tiền, anh không cần phải lo lắng về tiền. Anh muốn bao nhiêu thì chúng tôi có bấy nhiêu, không phải lúc nãy anh dùng 3 triệu để mua gốc dược liệu này đó à? Tôi cho anh 300 triệu. Lúc nãy, cô gái này đã nghe thấy đoạn đối thoại của Lâm Thanh Diện và Hứa Lệ Lệ. Biết là Lâm Thanh Diện đã bỏ ra 3 triệu để mua loại dược liệu này, cho nên cô ta trực tiếp nâng cao giá lên thành 300 triệu, trong nháy mắt liền nâng giá của gốc dược liệu này lên tận 100 lần. Mà sau khi nghe thấy lời nói của cô gái này, Hứa Lệ Lệ liền lập tức sững sờ tại chỗ. Cô ta thấy Lâm Thanh Diện đã là một tên ngu ngốc chính cống rồi, thế mà lại còn bỏ ra 3 triệu đi mua một ngọn cỏ dại không có tiếng tăm gì hết. Nhưng mà hiện tại chỉ chớp mắt, thế mà có người còn muốn bỏ ra 300 triệu mua gốc cỏ dại từ trong tay của Lâm Thanh Diện đi, chẳng lẽ là tiền trên thế giới này đều là giấy lộn hết rồi à? Đương nhiên là giờ phút này biểu cảm của người thay đổi kịch liệt nhất đó chính là người đàn ông lúc nãy vừa mới bán gốc cỏ tinh khiết này cho Lâm Thanh Diện. Anh ta cho rằng đây chẳng qua chỉ là một cây cỏ dại ven đường mà thôi. Anh ta có thể cầm được số tiền 3 triệu đã là một cái giá trên trời rồi, nhưng mà vừa trôi qua không có mấy phút, trong nháy mắt cái gốc dược liệu này lại tăng đến cấp độ 300 triệu. Trên mặt của cô gái mang vẻ khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, lúc cô ta nhìn thấy trên người của Lâm Thanh Diện ăn mặc rất giản dị thì cô ta tin rằng cái giá 300 triệu tuyệt đối có thể để cho Lâm Thanh Diện lập tức quyết định bán gốc dược liệu lại cho cô ta. Cô ta thậm chí còn có thể tưởng tượng đến lúc đó mình có thể nhìn thấy được trên mặt của Lâm Thanh Diện tràn đầy vẻ lấy lòng. Dù sao thì cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng này rất thường xuyên, không biết là có bao nhiêu người đã khâm phục nguồn tài chính của cô ta. Mà giờ phút này, nghe thấy lời nói của cô gái đó, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Chẳng lẽ nhìn anh giống như là một người thiếu tiền à? Không cần phải nói, chỉ là 300 triệu. Ngày hôm nay cho dù có cho anh 3 tỷ thì anh cũng sẽ không thèm nhìn cô gái này một chút nào. Ngọn cỏ tinh khiết này cũng không phải là chỗ nào cũng có nó, có rất ít người có cơ hội nhìn thấy nó được một lần, bởi vì nơi mà bọn nó sinh trưởng có điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Ti nó đi. Thật là ngại quá, tôi cũng không có ý định bán, trong giọng nói của Lâm Thanh Diện đầy vẻ bình thản. Trong nháy mắt nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, không chỉ có người đàn ông, còn có cô gái muốn mua ngọn cỏ này từ trong tay của Lâm Thanh Diện cùng với Hứa Lệ Lệ đều mở to hai mắt mà nhìn. Bọn họ thật sự không ngờ đến giá cả của một ngọn dược liệu này bây giờ đều đã lên tới 300 triệu rồi, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không có ý định muốn bán nó đi. Quả nhiên cái thằng nhóc này thật sự là một tên ngu chính cống. Lúc Hứa Lệ Lệ nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Cô ta thấy chắc chắn là đầu óc của Lâm Thanh Diện có vấn đề rồi. Đây chẳng qua chỉ là một gốc dược liệu bình thường mà thôi, lại có thể để người ta bỏ ra 300 triệu mua nó, thậm chí còn có thể lấy lòng của cô gái này một phen. Mà lúc này, cô gái nhìn thấy Lâm Thanh Diện lại từ chối mình, trong lòng của cô ta lập tức dâng lên cảm giác khinh thường. Cô ta thấy chắc chắn là Lâm Thanh Diện chỉ muốn nâng giá lên mà thôi, cho nên âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, cảnh cáo Lâm Thanh Diện. Tôi đã tăng giá cả cây thảo dược của anh lên đến 100 lần rồi, tốt nhất là anh đừng có quá tham lam. Hiện tại thứ này là của tôi, chẳng qua là các người cứ khư khư cố chấp, cứ muốn mua nó, từ đầu đến cuối tôi đều không có dự định bán nó đi. Lại nói gốc dược liệu này căn bản cũng không phải dùng 300 triệu là có thể mua được, không tin thì cô hỏi ông nội của cô thử xem, hỏi ông ta rằng 300 triệu có thể mua được thảo dược như thế này hay là không. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy vô cùng bơ ồn cười. Trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, cô gái này thật sự không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại dám nói chuyện với cô ta như vậy. Mà ông cụ này cũng đã khôi phục lại thần trí từ trong khiếp sợ, trên mặt của ông ta tràn đầy nụ cười nói với Lâm Thanh Diện. Chàng trai trẻ, tôi thật sự muốn gốc dược liệu này, nhưng mà ông cũng đã biết nó là cái gì, vậy thì tôi đương nhiên cũng biết, cho nên tôi không thể nào cho ông được. Lâm Thanh Diện lập tức lắc đầu, lên tiếng nói. Vậy như thế này đi, nếu như cậu đã không có cách nào từ bỏ thứ mà cậu yêu quý, thế thì tôi cho cậu 3 tỷ, cậu có đồng ý bán thảo dược này cho tôi không? Cái giá này đã được xem như là đáng giá rồi đó. Ông cụ lên tiếng một lần nữa, với gương mặt tràn đầy nụ cười, lúc này trong lòng của ông ta chỉ cảm thấy mình đã đưa ra cái giá này rồi, thế thì thảo dược này đã là vật trong túi của ông ta. Dù sao thì ông ta cũng không tin là mình đã hứa đưa 3 tỷ mà Lâm Thanh Diện còn có thể từ chối ông ta một lần nữa, 3 tỷ là con số trên trời, cho nên ông ta cứ mang theo nụ cười đầy mặt mà nhìn Lâm Thanh Diện, chờ đợi câu trả lời của Lâm Thanh Diện. Chương 1154, 3 tỷ. Ôi trời đất ơi, đây là 3 tỷ lận đó, chẳng lẽ hai người đó bị điên rồi hả, ngay cả ông cụ này cũng bị điên rồi à? Hiện tại Hứa Lệ Lệ đã bị kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời. Cô ta căn bản cũng không nghĩ đến gốc cỏ dại ở trong tay của Lâm Thanh Diện lại có thể lên đến cái giá 3 tỷ trong một cái chớp mắt. Mà tất cả những người xung quanh đều bị đoạn đối thoại này làm cho khiếp sợ, đây chính là 3 tỷ lận đó, hơn nữa bọn họ chưa từng nhìn thấy, gốc dược liệu này căn bản chính là một gốc cỏ dại thôi, cái này sao có thể được chứ? Cái này căn bản không phải là vấn đề ông ra giá bao nhiêu tiền, mà là vấn đề thảo dược này có tác dụng bao nhiêu, hiện tại tôi có thể nói cho ông biết một cách chắc chắn. Mặc kệ ông cho tôi cái giá bao nhiêu tôi cũng sẽ từ chối, tôi không bán cho ông. Sau khi nói xong câu đó, Lâm Thanh Diện căn bản cũng lười phải tiếp tục tốn thêm nước bọt với những người ở trước mặt này. Hôm nay anh mua được ngọn cỏ tinh khiết, thế là đã đáp ứng đủ chuyến đi đến hội giao lưu tối hôm nay của anh. Nhưng mà chàng trai trẻ à. Ông cụ vừa nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy thì trong nháy mắt trở nên gấp gáp, vội vàng mở miệng kêu, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không hề có ý muốn đáp lại. Trực tiếp thuận theo bậc thang đi lên trên lầu 2. Mà lúc này gương mặt của người đàn ông bán thảo dược đều đang co rút lại với nhau, đây là 3 tỷ lận đó, ông ta không khỏi ôm theo một tia hy vọng cuối cùng, quay đầu nói với ông cụ đó. Quý khách, lúc nãy cậu ta vừa mới mua gốc dược liệu là ở chỗ của tôi, nếu không thì ông cứ tiếp tục xem ở chỗ của tôi nữa đi, coi coi có thứ nào mà ông muốn hay không. Lúc này người đàn ông trung niên nhìn ông cụ với vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Dù sao thì ở chỗ của ông ta có rất nhiều cỏ dại tiện tay hái ở ven đường, nếu như trong số đó còn có một gốc có giá trị không nhỏ thì sao? Vậy thì ông ta đã có thể kiếm được 3 tỷ rồi đó, nghĩ đến đây, ông ta kích động đến nỗi muốn ngất đi. Ông ta chỉ hy vọng là ông cụ này có thể tìm được một gốc từ chỗ của ông ta, như thế là ông ta đã có thể phát tài rồi. Mà ông cụ này cũng chỉ nhìn thoáng qua cái dương của ông ta, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Cái dạng hàng hóa như thế này mà ông cũng dám đặt ở trước mặt của tôi nữa à, đi, chúng ta đi lên lầu thôi.
ông cụ trực tiếp nói với cô gái đứng ở bên cạnh. Lúc này Hứa Lệ Lệ đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Lâm Thanh Diện thật là ngu ngốc khi từ chối bán một gốc dược liệu với cái giá 3 tỷ. Cái thằng cha này thật sự là không có đầu óc mà, Hứa Lệ Lệ không khỏi cảm thấy khinh thường vô cùng, nhưng mà cô ta cũng không quan tâm, bởi vì cô ta đã nắm giữ điểm yếu của Lâm Thanh Diện, đến lúc đó cô ta có 1000 cách để uy hiếp Lâm Thanh Diện. Chỉ cần có thể làm cho Lâm Thanh Diện ngoan ngoãn giao gốc dược liệu đó lại cho cô ta, thế thì cô ta đã có thể kiếm được 3 tỷ trong một cái chớp mắt. Nghĩ đến đây, Hứa Lệ Lệ lập tức đi về phía của ông cụ, trên mặt tràn đầy nụ cười, lên tiếng nói. Nếu như các người thật sự muốn mua dược liệu ở trong tay của người lúc nãy, tôi có thể giúp các người yên tâm đi, tôi có cách để anh ta tuyệt đối đồng ý bán cho tôi. Có thật không? Ông cụ vừa nghe thấy Hứa Lệ Lệ nói ra lời này. Cảm xúc lập tức kích động một lần nữa. Ông cứ yên tâm 100% đi. Hứa Lệ Lệ nói xong câu đó thì trực tiếp chạy về hướng của Lâm Thanh Diện ở trên lầu. Lâm Thanh Diện vừa mới đi lên trên lầu 2, mà Hứa Lệ Lệ ở sau lưng lập tức mở miệng kêu lớn. Lâm Thanh Diện, anh đứng lại đó cho tôi. Nghe thấy câu nói này, Lâm Thanh Diện xoay người lại, liền nhìn thấy Hứa Lệ Lệ ở đằng sau, trên mặt của anh là vẻ không vui, mở miệng nói. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Tôi cảnh cáo anh tốt nhất là nên đi theo tôi, nếu không thì anh tuyệt đối sẽ phải hối hận với quyết định của anh. Trên mặt của Hứa Lệ Lệ là nụ cười lạnh, mà Lâm Thanh Diện thì lập tức cau mày lại, anh thật sự không nghĩ rằng rốt cuộc là Hứa Lệ Lệ đang tính toán cái gì, nhưng mà anh cũng không hề có chút sợ hãi, trực tiếp xoay người đi cùng với Hứa Lệ Lệ. Hứa Lệ Lệ đi đến một chỗ không có ai, trực tiếp vươn tay ra mở miệng nói với Lâm Thanh Diện. Tốt nhất là anh mau đưa dược liệu lúc nãy cho tôi đi. Nghe thấy lời nói này của Hứa Lệ Lệ, Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy bất ngờ. Anh ta đã gặp người não tàn rồi, nhưng mà từ xưa đến nay chưa từng gặp cái loại não tàn nào giống như là Hứa Lệ Lệ, quả thật là ngu ngốc đến một cảnh giới tối cao. Dựa vào cái gì mà anh phải giao loại dược liệu ở trong tay của mình cho Hứa Lệ Lệ, đây quả thật là chuyện không thể nào. Tôi thấy cô bị điên rồi đó. Lâm Thanh Diện vô cùng khinh thường mà nói. Âm Thanh Diện, tốt nhất là anh đừng có nói với tôi như vậy, tôi đang có điểm yếu của anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn giao gốc dược liệu đó cho tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện của anh cho Hứa Bích Hoài biết đâu. Kế hoạch của Hứa Lệ Lệ rất tốt, muốn dùng ảnh chụp ở trong tay của cô ta để uy hiếp Lâm Thanh Diện, mà lúc này cô ta còn có cơ hội có thể thuận tiện kiếm được 3 tỷ, tại sao cô ta lại từ bỏ? Ha ha, nhược điểm gì cô nói cho tôi nghe một chút xem. Lâm Thanh Diện lập tức khinh thường nâng mặt nói. Tốt lắm, nếu như anh đã muốn nghe, vậy thì tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi biết là anh vẫn luôn đang ăn bám, đang lấy lòng một phú bà, lần trước tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, chiếc Ferrari, còn chiếc xe Lamborghini đó nữa. Hứa Lệ Lệ lập tức mở miệng nói, nghe thấy lời nói của Hứa Lệ Lệ, Lâm Thanh Diện cũng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Vốn dĩ là lần trước Lưu Viễn Kiều nhất định phải để Lưu Ly đi theo anh. Mà bây giờ Hứa Lệ Lệ lại cho rằng anh đang ăn bám, chuyện này quả thật quá buồn cười. Chẳng lẽ cũng chỉ có chuyện này thôi à? Trên mặt của Lâm Thanh Diện tràn đầy vẻ khinh thường hỏi ngược lại, còn nữa, anh đừng có quên là cách đây không lâu tôi đã nhìn thấy anh đi trên một chiếc xe Mercedes-Benz mới tinh, chắc có lẽ đó là một phú bà khác chứ gì, tôi thật sự không ngờ là anh lại có thể ăn vụn một lúc nhiều người như thế. Nói đến đây, cảm xúc của Hứa Lệ Lệ càng trở nên kích động hơn. Cô ta thấy dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện dường như đã trở thành vật trong tay của cô ta trực tiếp mở miệng nói ra. Cho nên bây giờ anh nên ngoan ngoãn giao gốc dược liệu đó cho tôi đi, tôi sẽ không nói những chuyện này cho Hứa Bích Hoài biết, nếu không thì anh cứ đợi đến lúc đó giải thích với Hứa Bích Hoài đi. Trong giọng nói của Hứa Lệ Lệ tràn đầy uy hiếp, nghe thấy lời nói của Hứa Lệ Lệ, thiếu chút nữa là Lâm Thanh Diện đã cười to lên. Đặc biệt là lúc nãy Hứa Lệ Lệ còn nói ra chuyện chiếc Mercedes-Benz. Đây quả thật là câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời này. Chiếc Mercedes-Benz đó vốn dĩ là của Hứa Bích Hoài, anh lên chiếc xe đó không thể bình thường hơn được hả? Ha ha, hóa ra đây chính là những điểm yếu khống chế tôi mà cô đã nói đó à? Thật sự ngại quá đi, cô cứ việc công khai những chuyện này ra đi, nhưng mà nếu như cô muốn tôi giao dược liệu cho cô, vậy thì quả thật là cô đang nằm mơ rồi. Trên mặt của Lâm Thanh Diện tràn đầy vẻ khinh thường nhìn Hứa Lệ Lệ. Sau đó không còn ý tứ muốn để ý tới Hứa Lệ Lệ, xoay người đi khỏi. Chương 1155, năm mơ đi. Ban đầu Hứa Lệ Lệ tưởng rằng cái đó chắc chắn đã là vật ở trong túi của mình, giờ lập tức bị dội một chậu nước lạnh,
cả người liền bùng nổ, cơ thể đang kịch liệt run rẩy. Cô ta thật sự không nghĩ đến Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của cô ta nói xong không chỉ không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại còn có một bộ dạng tùy cô ta, cái này khiến cho trong lòng của cô ta vô cùng khó chịu. Lúc này nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi về phía bên này, ông cụ với cô gái đó còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện đã bị Hứa Lệ Lệ thuyết phục rồi, chuẩn bị bán dược liệu cho ông ta, lập tức nói với Lâm Thanh Diện. Cậu trai trẻ, chỉ cần cậu có thể chịu bán dược liệu lại cho tôi, chúng ta còn có thể thương lượng về giá cả. Thương lượng à, nếu như ông đã biết đó là cỏ tinh khiết, vậy thì ông đương nhiên cũng biết rõ ràng đó chính là bảo bối có tiền cũng không thể mua được, chúng ta còn có gì để nói nữa đâu. Lúc này Lâm Thanh Diện đã có chút phiền phức rồi, trực tiếp bộc lộ ra vẻ khinh thường, nói một câu, rồi sau đó xoay người đổi một phương hướng khác. Mẹ nó chứ, thật sự tức chết cháu rồi, đây rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Thế mà lại không có lễ phép gì hết. Cô gái đó đã bị lời nói của Lâm Thanh Diện làm cho tức giận không nhẹ, gào thét lên. Thật sự không ngờ là độ tuổi của thằng nhóc này còn nhỏ mà lại có thể nhận biết được dược liệu, đây quả thật là không đơn giản, là chúng ta đã xem thường cậu ta rồi. Lúc ông cụ này nghe thấy Lâm Thanh Diện lại nói ra tên của cỏ tinh khiết, lập tức đã phản ứng lại, Lâm Thanh Diện căn bản cũng không phải là mộ người không biết hàng, mà là cao thủ trong cao thủ. Dù sao thì cho dù là ông ta cũng phải xem rất nhiều sách cổ rồi thì mới biết gốc dược liệu này, ông ta có thể khẳng định rằng người biết dược liệu này tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay. Cho dù là viện trưởng Trần cũng chưa chắc có thể nhận ra gốc dược liệu này. Cái này sao có thể được chứ, ông cũng đã ra giá 3 tỷ rồi, mà chẳng qua anh ta cũng chỉ bỏ ra có 3 triệu mà thôi. Trong giọng nói của cô gái đó tràn đầy lửa giận. Vậy thì như thế nào chứ, đây là bản lĩnh của người ta. Người ta biết hàng cho nên mới có thể liếc nhìn được hàng thật từ trong một đống vô số hàng giả, đồng thời còn nhặt được của hiếm. Ông cụ không khỏi xúc động. Chẳng lẽ là gốc dược liệu đó thật sự rất đắt ạ? Cô gái này cũng đã học y thuật với ông nội của cô ta trong một khoảng thời gian dài, đối với một vài loại dược liệu cơ bản cũng có sự hiểu biết rõ ràng, nhưng mà đến bây giờ cô ta căn bản cũng không nhận ra gốc dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện rốt cuộc là loại gì. Càng không rõ ràng lắm rốt cuộc là thứ này có thể được dùng để làm gì. Loại dược liệu này chính là cỏ tinh khiết được. Ghi chép trong sách thuốc cổ truyền của nhà chúng ta, trong truyền thuyết công dụng của nó có thể kéo dài tuổi thọ của con người, là một bảo vật vô cùng hiếm thấy trên toàn thế giới, trong giọng nói của ông cụ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái gì chứ? Lúc cô gái nghe thấy lời nói của ông cụ, lập tức bị dọa không nhẹ, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn vào bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đã đi rất xa rồi. Nếu không thì tại sao ông lại không quan tâm đến mặt mũi của mình mà nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với cậu ta cơ chứ? Mặc dù là nhà họ Trương chúng ta không được tính là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà cũng không cần phải hạ mình như thế. Ông cụ bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ông nội ơi, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ là chúng ta phải ra một cái giá cao hơn để cầu xin anh ta có thể bán nó cho chúng ta? Rốt cuộc sắc mặt của cháu gái của ông cụ đã trở nên khẩn trương hơn, nơi này là địa bàn của viện trưởng Trần, mà lại là hội giao lưu cũng là do ông ta tổ chức toàn bộ. Nếu không thì chúng ta hạ mình xuống cầu xin ông ta, để ông ta ra mặt giúp chúng ta đi. Ông cụ này lại thở dài một hơi, mở miệng nói. Đúng vậy đó, chúng ta nhờ viện trưởng Trần hỗ trợ đi, dù sao thì quan hệ của ông nội với lại viện trưởng Trần cũng vô cùng tốt mà, ông ta nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của ông đâu. Chỉ còn ông ta có thể mở lời giúp chúng ta, cháu cũng không tin là cái người đó có thể từ chối chúng ta nữa. Trên mặt của cháu gái ông cụ lập tức xuất hiện nụ cười. Cho dù anh ta có xem thường người khác đến đâu, nhưng mà đến lúc đó viện trưởng Trần đã mở miệng rồi, anh ta cũng nhất định phải cho mặt mũi. San San, đến lúc đó nói chuyện với người ta đừng có nói chuyện lạnh lùng như vậy, con người này đã có thể biết cỏ tinh khiết, vậy cũng nói rõ chắc chắn là cậu ta xuất thân trong một thế gia nào đó. Hơn nữa độ tuổi còn nhỏ như vậy chắc chắn là thế lực sau lưng không đơn giản. Ông cụ này lập tức mở miệng nói, mà San San ở trong miệng của ông ta chính là cô gái ở bên cạnh của ông ta, tên là Trương San San. Con thấy là cái tên này cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi, ông xem trên người của anh ta ăn bẩn cái loại quần áo đó, chỉ là hàng vỉa hè, người như thế này sao có thể xuất thân từ gia tộc lớn được chứ? Trên mặt của Trương San San tràn đầy vẻ khinh thường lên tiếng nói. Lúc này trong lòng của Trương San San tràn ngập xem thường, phải biết là từ nhỏ đến lớn cô ta đã lớn lên trong một hoàn cảnh nhung lụa, cho dù là cô ta có muốn cái gì thì đều tuyệt đối có thể có được.
Lúc nấy cô ta đã ra giá 300 triệu, cái này đã cao hơn giá của anh đưa ra 100 lần cái giá anh đã mua gốc dược liệu đó, mà ngay cả ông nội của cô A cũng đã hạ mình xuống rồi, kết quả là thằng nhóc này vẫn không hề cho bọn họ chút mặt mũi nào. Đi thôi, không nói nữa, trước tiên chúng ta đi thương lượng chuyện này với viện trưởng Trần đi. Ông cụ lập tức mở miệng nói. Mà sau khi đi lên trên lầu 2, Lâm Thanh Diện lập tức phát hiện quả nhiên là dược liệu ở trên lầu 2 tốt hơn so với lầu 1 không ít, ít nhất là không có vàng thau lẫn lộn như vậy, gần như đều là những hiệu thuốc có mặt mũi, các chủng loại được bán ra đương nhiên cũng tốt hơn nhiều. Đương nhiên cũng có một số nhà đầu tư nhỏ lẻ đã trả tiền rồi, nhưng mà dược liệu hoàn toàn không phải là hàng giả gì hết. Chất lượng ở lầu này rõ ràng tốt hơn so với lầu 1 rất là nhiều, mà đương nhiên giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, dù sao cũng đã được chứng nhận rồi. Một vài người có tiền căn bản sẽ không dừng lại ở lầu 1, trực tiếp đi lên trên lầu 2, những cửa hàng ở trên lầu 2 toàn là tai to mặt lớn. Bọn họ cũng đã lấy ra vật phẩm quý giá của nhà mình đến đây buôn bán, mặc dù quả thật là không có sản phẩm lỗi, nhưng mà đồng thời mấy giống tốt hình như cũng không có tồn tại. Dù sao thì loại dược liệu cỏ tinh khiết này vĩnh viễn cũng không xuất hiện trong những cửa hàng thuốc như thế này, bởi vì căn bản cũng không có người nào mở tiệm thuốc biết loại thảo dược này. Cho dù có biết đi nữa thì cũng không có người nào cầm đến đây mà bán, nó đã sớm được người biết nhìn hàng mua với một cái giá cao ngất ngường. Nhưng mà có loại cỏ tinh khiết này, lần này Lâm Thanh Diện đến hội giao lưu đã hồi vốn, cũng có thể nói rõ viện trưởng Trần tổ chức hội giao lưu quả thật đã để anh đạt được mục đích. Cho dù bây giờ anh trực tiếp trở về nhà, anh cũng đã có thu hoạch, cho nên anh đã tập trung ở trên người của một số nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giao tiền vào. Lúc nãy gốc cỏ tinh khiết trong tay anh là vô tình mua được từ người đàn ông muốn lừa gạt tiền, nếu như anh muốn tìm được chỗ tốt, vậy thì mấy người này mới là chỗ tốt nhất. Chương 1156, bới móc. Chẳng mấy chốc Lâm Thanh Diện đã đi dạo một vòng nữa, quả nhiên giống như trong suy nghĩ của anh, căn bản cũng không có đồ vật gì đặc biệt tốt, mặc dù là dược liệu coi như không tệ nhưng mà những loại thảo dược này tùy tiện đi đến đâu cũng có thể mua được nó. Cho dù có mua mấy xe tải cũng không phải là vấn đề. Căn bản cũng không có loại vật phẩm quý hiếm như cỏ tinh khiết. Trong lúc Lâm Thanh Diện đang chuẩn bị quay người đi, anh chỉ thấy một tảng đá đó được một người buôn bán dùng để đè lên cái tấm thảm trải trên mặt đất để phòng ngừa dược liệu bay toán lại trên mặt đất. Trong lúc vô tình, Lâm Thanh Diện sử dụng thần niệm của mình liếc nhìn tảng đá đó, trong nháy mắt trong lòng của anh đều tràn đầy kích động, bởi vì đó chính là tảng đá được dùng để chuyên môn mài dược liệu. Nếu như tùy tiện dùng tảng đá bình thường mài dược liệu, vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ làm giảm mất giá trị hiệu dụng của dược, đến lúc đó dược liệu sẽ bị giảm xuống. Nhưng mà loại đá chuyên môn để mài dược liệu hoàn toàn không giống như vậy, gần như là nó có thể làm giảm độ sói mòn dược liệu xuống con số 0. Một tảng đá tốt thế này có thể được sử dụng hàng trăm năm mà không có vấn đề gì. Đồ tốt như vậy, đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua, giá trị của tảng đá thậm chí còn cao hơn gấp mấy lần so với ngọn cỏ tinh khiết ở trong tay của anh. Thực sự đã tìm được rồi. Quả là không ngờ đến ở một nơi như thế này mà mình còn có thể gặp được đồ tốt như vậy. Trong nháy mắt Lâm Thanh Diện liền bị hấp dẫn, anh bước đi về phía người bán hàng đó. Nhưng mà một giây sau anh liền cảm thấy hình như là mình đụng phải cái gì đó, vừa quay đầu lại anh liền nghe thấy có một người phụ nữ đang gầm thét lên với anh. Cái tên này có phải là mắt bị mù rồi không hả? Rốt cuộc là có biết đi đường hay là không, không biết đi thì cút ra bên ngoài đi. Dù sao thì cũng là do mình đụng vào người khác, Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng nói xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lúc nấy quả thật là anh bị tảng đá đó hấp dẫn ánh mắt, căn bản cũng không quan tâm đến người bên cạnh, cho nên anh mới đụng vào cô gái này. Mà người đàn ông ở bên cạnh cô gái này lại mặc một bộ đồ tây, vốn dĩ ngày hôm nay muốn biểu hiện thật tốt ở trước mặt của cô gái này một phen. Vừa nhìn thấy cả người của Lâm Thanh Diện mặc quần áo như vỉa hè, hơn nữa còn đụng phải cô gái này. Trong nháy mắt anh ta liền cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để anh ta biểu hiện, lập tức giận dữ hét lên với Lâm Thanh Diện. Chẳng lẽ anh nói xin lỗi là có tác dụng rồi à? Anh có biết anh đụng vào người nào không hả? Nhìn coi anh ăn mặc rách rưới như thế này mà cũng có thể bước vào trong đây được, loại địa phương này là nơi mà người như anh có tư cách bước vào. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ dạy dỗ cái thằng này cho ra trò. Người đàn ông đó giận dữ hét lên. Lúc Lâm Thanh Diện đang chuẩn bị mở miệng giải thích, thế mà có một người đang đi về phía quầy hàng của người buôn bán đó, bắt đầu quan sát tảng đá. Chuyện này lập tức làm mặt mũi của anh chàng này vẻ khẩn trương, anh thật sự là không ngờ đến lại còn có người nhận ra tảng đá.
Nếu như tảng đá bị người khác mua rồi, vậy thì anh lại phải mua về từ trong tay của người khác, chỉ sợ là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên anh cũng không có ý muốn nói tiếp nữa, trực tiếp sải bước đi về phía bên kia. Nhưng mà cô gái đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện đụng mình thế mà chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi muốn quay người đi ngay, cô A lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ hét lên với Lâm Thanh Diện. Cái tên này, rốt cuộc là anh có lỗ tai hay không vậy hả? Anh đụng phải tôi thế mà anh chỉ thuận miệng nói một tiếng xin lỗi liền muốn đi rồi à, anh đứng lại đó cho tôi. Đúng vậy đó, thật không biết thằng nhóc này trà trộn vào trong đây bằng cách nào, tốt nhất là anh nên nói xin lỗi đi, nếu không thì chắc chắn là anh không có quả ngon để ăn đâu. Người đàn ông đó cũng nhanh chóng bước lên bắt lấy Lâm Thanh Diện, không cho Lâm Thanh Diện đi khỏi, mà nhìn dáng vẻ hai người trước mắt, sắc mặt của Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy bất mãn. Anh thật sự không ngờ đến ở đây mà còn có thể gặp phải loại người ngu ngốc như thế này. Hơn nữa còn vào lúc anh muốn ra tay mua một vật bảo bối, trên mặt của anh lập tức tràn đầy lửa giận quát lên với hai người bọn họ. Cập nhật tại chuyên.oan. Cút ngay cho tôi. Cuối cùng là anh có biết anh đang nói cái gì không hả? Thế mà anh còn dám kêu tôi cút đi, cái thằng nhóc này thật sự không biết trời cao đất rộng. Cô gái đó vừa nghe thấy Lâm Thanh Diện lại dám nói ra lời này với cô ta. Cô ta lập tức tức giận không nhẹ, hét lên với Lâm Thanh Diện. Trên mặt của người đàn ông cũng tràn đầy lửa giận, anh ta thấy Lâm Thanh Diện không nói xin lỗi đàng hoàng với bọn họ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám nói năng lỗ mãng với bọn họ, này quả thật không đặt bọn họ vào trong mắt, đây là đang đánh vào trong mặt của anh ta. Dáng người của Lâm Thanh Diện cũng không phải là rất cường tráng, so sánh với anh ta căn bản giống như là một tờ giấy. Trên người của người đàn ông này toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, anh ta thấy rằng anh ta tùy tiện dùng hai cánh tay của anh ta với Lâm Thanh Diện cũng có thể làm cho Lâm Thanh Diện sống sờ sờ phải chết đi. Cái thằng nhóc này, tao thấy là mày thật sự muốn chết rồi. Nói xong lời này, người đàn ông trực tiếp đặt một tay lên trên vai của Lâm Thanh Diện, muốn bắt đầu ra tay với Lâm Thanh Diện. Mà giờ phút này trong lòng của Lâm Thanh Diện cũng đều là lửa giận, cánh tay bỗng nhiên cử động, trực tiếp nhấc người đàn ông cách mặt đất, sau đó lên tiếng nói. Nếu như các người còn dám gây chuyện với tôi, vậy thì đừng trách tôi không cho các người mặt mũi. Nói xong lời này, Lâm Thanh Diện còn tăng thêm sức lực ở trên tay, lập tức làm cho người đàn ông đó đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng. Anh ta chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, cơn đau không ngừng phát tán hết tứ chi của anh ta, mà Lâm Thanh Diện lại giống như là một gọng kìm sắt, căn bản cũng không cho anh ta phản kháng nửa phần. Anh ta đổ mồ hôi lạnh đầy người, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Anh ta chỉ cảm thấy nếu như anh ta dám tiếp tục nói năng lỗ mãng với Lâm Thanh Diện, vậy thì Lâm Thanh Diện có thể tiện tay giết chết anh ta. Mà cô gái đó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức cũng bị dọa cho sợ hãi. Trên mặt tràn đầy vẻ căng thẳng nhìn Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng nói. Tốt nhất là các người không cần phải tiếp tục nhiều lời, tôi đã nói xin lỗi rồi, nếu như các người cứ đi theo tôi, đợi một lát nữa tôi sẽ không chỉ làm như vậy đâu. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện buông lỏng tay của mình ra. Người đàn ông đó lập tức sụi lơ xuống đất, ngã ở trên mặt đất, dường như là sức lực toàn thân đều đã bị rút sạch. Ngay cả sức lực bò dậy cũng không còn, thân thể không ngừng co quắp, mồ hôi ở trên người đổ ra như suối. Anh ta thật sự không ngờ đến Lâm Thanh Diện như thế này mà lại có sức lực kinh khủng như thế, dù sao thì bản thân anh ta là một người không có tu vi. Chương 1157, cậu dám đánh tôi? Mà Lâm Thanh Diện cũng không có ý muốn để ý đến hai người này, anh trực tiếp đi về phía tảng đá đó. La Gia Hào, anh không sao đó chứ? Trên mặt của Đỗ San San tràn đầy vẻ khẩn trương mà hỏi thăm. Anh không sao đâu, cái thằng nhóc này có mấy phần công phu, nhưng mà em không cần phải lo lắng cho anh quên hết tất cả các bảo vệ ở trong đây mà, thằng nhóc đó chờ đó cho anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Lúc này cả người La Gia Hào tức giận đến nỗi sắp nổ tung. Dù sao thì anh ta cũng đã bị mất hết mặt mũi ở trước mặt của Đỗ San San rồi, anh ta tuyệt đối phải hung hăng giáo huấn thằng nhóc này một phen. Anh ta khó khăn bò dậy từ dưới đất, đi đến phía bảo vệ với Đỗ San San. Mà lúc này Lâm Thanh Diện căn bản cũng không đặt những người này vào trong mắt, trực tiếp đi đến trước quầy hàng của người buôn bán. Lúc này đã có người đàn ông cầm tảng đá kia lên, nhìn tảng đá đó mấy lần, sau đó mới mở miệng nói. Tảng đá này của ông bao nhiêu tiền? Mà người buôn bán vừa nghe thấy lời của người đàn ông này, lập tức ngơ ngẩn cả người, ông ta căn bản cũng không ngờ. Đến là có người đến quầy hàng của ông ta, thế mà lại hỏi giá cả của một tảng đá.
Không phải, đây chỉ là một tảng đá tôi nhặt ven đường mà thôi, tại sao ông lại muốn mua nó? Trên mặt của người bán hàng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không có gì hết, tôi là một nhà điêu khắc, tôi nhìn thấy dáng vẻ của tảng đá này không tệ, thích hợp dùng để điêu khắc đồ vật, cho nên tôi mới muốn mua nó, ông tùy tiện đưa ra một cái giá đi. Trên mặt của người đàn ông này tràn đầy ý cười, giờ phút này nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, Lâm Thanh Diện căn bản không thể xác định được người đàn ông này có phải là vì điêu khắc mới mua tảng đá này thật hay là không. Nhưng mà cho dù như thế nào, anh cũng không thể chấp tay nhường tảng đá đó cho người khác, anh trực tiếp mở miệng nói. Tôi cũng cảm thấy là hình dạng của tảng đá đó không tầm thường, tôi cũng muốn nó. Mà người bán hàng nghe thấy lời nói này, ông ta liền quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện mặc trên người quần áo rẻ tiền, ông ta nhíu mày lại. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tại sao cùng một lúc lại có hai người muốn mua tảng đá không đáng tiền của ông A, chẳng lẽ là tảng đá này có chỗ nào đặc biệt? Nhưng mà cho dù ông ta có nhìn như thế nào, ông ta cũng hoàn toàn không nhìn ra được tảng đá đó có chỗ nào kỳ lạ. Người đàn ông đang cầm tảng đá nghe thấy lời nói này, lập tức nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, trong giọng nói mang theo từng tia lửa giận. Chẳng lẽ là người anh em này lại muốn giành đồ với tôi à? Tôi mua là để điêu khắc, cậu muốn mua để làm cái gì? Nghe thấy lời nói này, Lâm Thanh Diện lập tức nở nụ cười đầy mặt, lên tiếng nói. Thật sự xin lỗi, tôi cũng là một nhà điêu khắc. Tôi cũng muốn dùng nó để điêu khắc ra một chút đồ, nghe cũng thú vị đấy chứ, chẳng lẽ là cậu còn muốn cạnh tranh với tôi nữa, nhìn bộ quần áo cậu bận đi, chắc là cậu cũng không có bao nhiêu tiền đâu, chẳng lẽ là đúng lúc cậu vừa mới chuyển gạch xong thuận tiện đến đây để đi một vòng. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có tranh giành với tôi, cậu cũng không chịu đi xung quanh để hỏi thử xem có ai mà không biết tôi ai, không biết tôi là Hộ Gia Thành. Trên mặt của người đàn ông tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đờ. Chẳng lẽ ông chính là đại sư Hộ Gia Thành đó à? Trước kia tôi đã gặp qua rất nhiều tác phẩm điêu khắc của ông rồi, những thứ đó quả thật chính là siêu phàm. Lúc mà người bán hàng nghe thấy lời nói này, trong ánh mắt và trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Ha ha, đó chỉ là những đồ vật mà tôi tiện tay làm mà thôi. Giờ phút này nghe thấy lời nịnh nọt của người bán hàng, trên mặt của Hộ Gia Thành tràn đầy vẻ xem thường, ông ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một tên nghèo hèn chính cống mà thôi, còn có thể đến đây gặp vận may gì. Thế mà lại muốn tranh giành đồ vật mà ông ta đã nhìn chúng, đây quả thật giống như là người si nói mộc, mà giờ phút này nghe thấy lời nói của Hộ Gia Thành, rốt cuộc Lâm Thanh Diện cũng thở dài một hơi. Hóa ra là không phải nhìn thấy tảng đá kia đặc biệt, mà là thật sự muốn dùng nó để điêu khắc đồ vật, vậy thì trong lòng của mình cũng không cần phải kiêng kỵ. Cho dù đối phương dùng nó không phải là để điêu khắc, mà Lâm Thanh Diện cũng sẽ không thấy sợ hãi. Đối với anh mà nói tiền cũng chỉ là một con số mà thôi, chính là một đống giấy vụn. Đúng là tôi đã nghe qua tên của ông, nhưng mà nếu như thật sự muốn mua đồ vật, cho đến bây giờ đều là ai ra giá cao thì người đó có thể có được nó. Ông chủ này, ông nói lời tôi nói có đúng không? Trên mặt của Lâm Thanh Diện tràn đầy ý cười nhìn về phía người bán hàng. Đúng là như vậy, thầy Hộ Gia Thành, dựa vào địa vị của ông, tôi có thể tùy tiện đưa ra một con số. Chỉ cần là thằng nhóc này mua không nổi thì ông đã có thể mua tảng đá kia là được rồi. Người bán hàng nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện, trong nháy mắt trong lòng tràn đầy hưng phấn. Mặc dù là ông ta xem thường Lâm Thanh Diện trước mắt, nhưng mà ít nhất là hiện tại Lâm Thanh Diện đứng ở đây, ông ta cố tình nâng giá lên với Hộ Gia Thành. Được rồi, vậy thì cứ tùy tiện nói một cái giá đi, chỉ cần cái giá ông đưa ra không phải là không phù hợp với lẽ thường thì tôi sẽ lập tức đưa tiền mặt cho ông. Hộ Gia Thành nghe thấy lời nói này thì gương mặt tràn đầy ý cười. Nếu đã nói như vậy, thế thì 18 triệu đi, ông có thể chấp nhận không? Người bán hàng vừa mới mở miệng thì chính là 18 triệu, đương nhiên là bản thân của ông ta cũng hiểu rằng ông ta đang nâng giá tiền, dù sao thì ông ta thấy đây chẳng qua chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi. Mà về phần Lâm Thanh Diện, từ đầu đến đuôi người bán hàng đều không thèm nhìn tới một chút nào. Mà Hộ Gia Thành vừa nghe thấy người bán hàng vừa mới mở miệng là 18 triệu, trong nháy mắt trên mặt liền hiện đầy lửa giận. Tảng đá kia chẳng qua chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi, mặc dù là hình dạng quả thật thích hợp để ông ta dùng để điêu khắc, nhưng mà 18 triệu, cái giá cũng không phù hợp với lẽ thường. Dù sao thì ông ta cũng không phải là đang mua bảo thạch gì. Ông chủ, ông xem cái giá này của ông có thể thấp hơn một chút nữa không? Hộ Gia Thành muốn mặc cả với ông chủ theo bản năng. Nhưng mà Lâm Thanh Diện chỉ trực tiếp mở miệng nói. Có thể,
18 triệu thì 18 triệu, tôi lập tức đưa tiền cho ông. Sau khi nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diệt, người bán hàng và Hộ Gia Thành đều ngơ ngẩn ngay tại chỗ, bọn họ. Cũng không ngờ là Lâm Thanh Diệt lại có thể tiêu nhiều tiền như thế, căn bản là mắt cũng không hề chớp. Đây chẳng qua chỉ là một khối đá vụn mà thôi, 18 triệu, ngoại trừ người thật sự yêu thích tảng đá đó, vậy thì chắc chắn chỉ có tên đần mới có thể bỏ ra số tiền này. Người bán hàng nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diệt, trong nháy mắt trên mặt của ông ta tràn đầy vẻ kích động, hưng phấn đến nỗi tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Còn Hộ Gia Thành thì lại cảm thấy trên mặt đau rát một trận. Ban đầu ông ta còn muốn mặc cả với người bán hàng trả giá thấp xuống một chút, kết quả không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại mở miệng đồng ý, cái này quả thật hung hăng đánh vào mặt ông ta. Đặc biệt là cách đây không lâu, ông ta còn mang theo vẻ khinh thường mà chào phúng Lâm Thanh Diện, trong một cái chớp. Mắt liền bị Lâm Thanh Diện đánh một cái vào trong mặt, chẳng lẽ ông ta đường đường là một bậc thầy điêu khắc mà còn không bằng một tên nghèo hèn giống như là Lâm Thanh Diện nữa. Chương 1158, 300 triệu. Tôi cho ông 30 triệu, thứ này là tôi đã nhìn thấy trước, tôi không cho phép ông bán nó cho cậu ta. Giờ phút này trên gương mặt của Hộ Gia Thành đều là sự chế nhạo, ông ta thấy làm sao mà tài lộc của ông ta lại không có khả năng so sánh với thằng nhóc như Lâm Thanh Diện được chứ. Cho nên ông ta trực tiếp đưa ra một cái giá 30 triệu. Người bán hàng nghe thấy lời nói này của Hộ Gia Thành, lập tức trở nên kích động đến nỗi muốn rơi cả nước mắt. Đây chính là 30 triệu lận đó. Cho dù ngày hôm nay ông ta bán hết tất cả dược liệu của mình, ông ta cũng chỉ mới được có 60 triệu mà thôi, mà bây giờ một khối đá của ông ta lại có thể bán được với giá tiền 30 triệu. Có không ít người bán đồ và ông chủ cửa hàng thuốc ở xung quanh nghe thấy động tĩnh ở phía bên này, vây quanh nhìn xem, trở nên vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là tại đại hội trao đổi thảo dược như thế này, có hai người tranh giành một viên đá, đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này. Ha ha! Lời này của ông cũng quá mức tự đại AS 10 triệu. Đó, ông chủ, nếu như ông ta đã ra giá 30 triệu, vậy thì tôi cho ông 6 Lâm Thanh Diện căn bản không có ý muốn chùn bước, trực tiếp mở miệng nói. 60 triệu. Lúc này cho dù là Hộ Gia Thành hay là người bán hàng, hay là tất cả mọi người đang vây xem, tất cả đều trở nên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới. Cái tên nghèo hèn giống như là Lâm Thanh Diện vừa ra tay liền có thể vung ra 60 triệu, trong cái nhìn của bọn họ, chuyện này giống như là đang nói một chuyện kỳ quái, ngay cả Hộ Gia Thành cũng không ngờ đến là Lâm Thanh Diện lại chơi trội như thế. Cái tảng đá đó cho dù ông ta có điều khác xong bán ra bên ngoài, giá nhiều nhất thì cũng chỉ có hơn 40 triệu, hơn nữa còn phải là dưới tình huống có người muốn ra tay mua nó. Mà số tiền cần phải tiêu trong tất cả các quá trình đều là do bọn họ tự trả. Lợi nhuận chân chính cũng chỉ có mấy triệu bạc mà thôi. Nhưng mà hiện tại đã đi đến bước này rồi, Hộ Gia Thành ông ta sao có thể tha thứ cho Lâm Thanh Diện tiếp tục đánh vào mặt của mình được chứ, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Thầy Hộ Gia Thành, ông cảm thấy như thế nào? Giờ phút này trên gương mặt của người bán hàng tràn đầy vẻ kích động, quay đầu lại mở miệng hỏi Hộ Gia Thành, hiển nhiên là ông ta hy vọng rằng hai người này có thể tiếp tục cố tình nâng giá lên. Tôi cho ông 90 triệu. Mặc dù là hiện tại ở trong lòng của Hộ Gia Thành tràn đầy lửa giận, nhưng mà ông ta không thèm đếm xia tới, phải biết rằng ông ta dùng 90 triệu để mua một tảng đá như thế này đã là ranh giới của ông ta có thể chấp nhận được. Anh ta không tin là Lâm Thanh Diện lại còn tiếp tục tăng giá. Cái này là 90 triệu lận, trong vòng một năm người bình thường chưa chắc có thể tiết kiệm được 90 triệu, ông ta không tin là Lâm Thanh Diện còn có thể tiếp tục. Ôi trời đất ơi, bây giờ đã lên đến 90 triệu rồi đó à? Từ lúc nào mà đại hội giao lưu thảo dược của chúng ta lại trở thành hội giao lưu ngọc thạch vậy chứ? Mặt của tất cả những người ở xung quanh đều là vẻ mặt ghen tị, mở miệng nói. Quả nhiên vẫn là thầy Hộ Gia Thành ra tay hào phóng, chỉ trong một cái chớp mắt mà đã nâng giá lên đến 90 triệu, xem ra là chàng trai trẻ này không có hy vọng rồi. Trong lòng của người bán hàng vô cùng kích động, ông ta hưng phấn đến nỗi cả người đều đang run rẩy. 90 triệu lần đó, ông ta sắp phát tài rồi. Một tảng đá thuận tay nhặt ở ven đường vậy mà được bán ra với cái giá 90 triệu, rốt cuộc là thế giới này điên cuồng đến cỡ nào vậy chứ? Mà Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Hộ Gia Thành, lúc này anh cũng lười phải tiếp tục kêu thêm 30 triệu này 30 triệu nọ với Hộ Gia Thành, dù sao thì anh cầm được tảng đá đó mới là chuyện quan trọng nhất. Đã đến đây, anh căn bản cũng không hề do dự một chút nào, trực tiếp mở miệng nói. Vậy tôi ra giá 300 triệu. Lúc Lâm Thanh Diện nói ra con số 300 triệu,
Tất cả những người ở xung quanh đều ngậm miệng lại, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói đùa. Một tảng đá vụn như thế này sao có thể bán được 300 triệu chứ? Dù sao thì ở đây cũng không phải là hội giao lưu Ngọc Thạch. Cho dù là hội giao lưu Ngọc Thạch, một tảng đá vụn như thế làm sao có thể bán được 300 triệu? 300 triệu, cái thằng nhóc này có phải là đã bị điên rồi không hả? Sao tảng đá đó có thể đáng giá 300 triệu được chứ? Cho dù tự tay tôi điêu khắc ra thì cũng chỉ bán có mấy chục triệu mà thôi, có phải là đầu óc của cậu có vấn đề rồi không vậy? Lúc Hộ Gia Thành nghe thấy Lâm Thanh Diện nói đến cái giá 300 triệu, trong nháy mắt ông ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng lập tức tràn đầy lửa giận gào thét lên với Lâm Thanh Diện. Đúng vậy đó, đây chính là 300 triệu đó, cái thằng nhóc này chắc chắn là đã bị điên rồi. Một số người đứng xung quanh nghe thấy đoạn đối thoại của Lâm Thanh Diện và Hộ Gia Thành, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là mua để điêu khắc mà thôi. Cho nên mọi người đều đồng loạt lên tiếng, mà người bán hàng cũng ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Ông ta thật sự không ngờ đến một tảng đá như thế này mà lại bán được với giá 300 triệu, chẳng lẽ là hai người này đều bị điên hết rồi hả? Sau này ông ta cũng không cần phải lên núi hái thảo dược mỗi ngày nữa, trực tiếp nhặt tảng đá vụn ở ven đường là được rồi. Nếu như ngày hôm nay ở chỗ của ông ta có đặt mười mấy tảng đá, vậy thì chẳng phải ông ta đã lên như diều gặp gió rồi à? Cậu trai trẻ, cậu xem cậu trả tiền mặt hay là muốn quẹt thẻ? Lúc này ông ta sợ là Lâm Thanh Diện sẽ đổi ý xoay người đi khỏi, cho nên vội vàng nói với Lâm Thanh Diện. Quẹt thẻ đi. Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện tràn đầy sự bình thản, rất nhanh, Lâm Thanh Diện đã quẹt thẻ xong rồi. Sau khi nhập mật mã xong, đám người liền nghe thấy một chuỗi âm thanh thanh toán thành công, tất cả mọi người đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thế mà lại thật sự là 300 triệu đồng. Má ơi, tôi đang ngoài đường mà sao lại gặp phải một tên ngốc như thế này chứ? Lúc này Hộ Gia Thành quả thật bị tức không nhẹ, trực tiếp xoay người lại đi ngay, ông ta nhìn thấy bỏ ra 300 triệu để mua một tảng đá vụn, đây quả thật là bị điên rồi. Ông ta thậm chí cảm thấy Lâm Thanh Diện không nên cầm 300 triệu để mua một tảng đá này, mà là nên đi bệnh viện khám não đi. Mà giờ phút này đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng sẽ không tiếp tục dừng lại ở đây, dù sao thì hai đồ vật là tảng đá cùng với cỏ tinh khiết ở trong tay của anh quá mức quý giá. Về phần số tiền 300 triệu vừa mới được sử dụng, ở trong mắt của Lâm Thanh Diện nó căn bản chỉ là một đống giấy vụn mà thôi, dù sao thì tài sản của anh cũng không có người nào có thể so sánh được. Cho dù là tảng đá đó xuất hiện trong hội đấu giá, ít nhất anh phải tốn một hồi lâu mới có thể mua nó được, dù sao thì thứ này cũng không phải là ai cũng có thể gặp được. Giờ phút này Lâm Thanh Diện định là đi chào hỏi với Trần Sở Thiên, hỏi xem Trần Sở Thiên còn có thảo dược nào quý giá xuất hiện ở đây hay không, nếu như không có thì anh đi. Ở trong phòng bao trên tầng cao nhất, Trần Sở Thiên trang uống trà ở trong tay, trò chuyện với người trước mắt, người nói chuyện với Trần Sở Thiên không phải là ai khác, đó chính là Trương San San và ông cụ Trương. Viện trưởng Trần à, lần này tôi đến đây, tôi đã gặp được một gốc dược liệu trong hội giao lưu của các ông, tôi đã tìm dược liệu này rất nhiều năm rồi, cho nên chờ một chút nữa ông có thể giúp tôi ra mặt nói chuyện không? Tôi muốn mua lại nó từ trong tay của một người khác, chỉ cần ông đồng ý ra mặt giúp cho tôi, chỉ cần cậu ta chịu bán, mặc kệ bao nhiêu tiền, tôi cũng đồng ý. Lúc này trên mặt của ông cụ Trương tràn đầy ý cười, lên tiếng nói. Về chuyện này ấy à, đợi một lát nữa tôi thử xem sao, chỉ có điều là tôi cũng không dám chắc chắn là nhất định có thể làm được. Trong nháy mắt, Trần Sở Thiên liền mang theo ý cười đầy mặt. Viện trưởng Trần, dựa vào mặt mũi của ông ở đây. Sao lại có chuyện mà ông không làm được chứ, ông thật sự quá khiêm tốn rồi. Trương San San lập tức cười nói. Nhưng mà chuyện này cũng không chắc chắn đâu, tôi không thể nào ép buộc người khác bán đồ vật cho các người được. Trên mặt của Trần Sở Thiên vẫn mang theo nụ cười. Vậy thì tôi cũng không quan tâm, lần này viện trưởng Trần nhất định phải giúp chúng tôi mua được gốc dược liệu đó. Trương San San nghe thấy lời nói của viện trưởng Trần, trong nháy mắt liền lập tức làm nũng với viện trưởng Trần. Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng giúp hai người hết sức mình. Viện trưởng Trần nghe thấy lời nói này, trên mặt chỉ có thể tràn đầy vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Dù sao thì mối quan hệ của ông ta với hai người trước mắt cũng vô cùng tốt, đều quen biết nhiều năm rồi, nếu như ông ta có thể giúp một tay, đương nhiên là ông ta muốn ra mặt rồi. Chỉ là ông ta căn bản không biết rằng những người này muốn mua chính là dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đang chuẩn bị đi tìm Trần Sở Thiên,
Kết quả Lâm Thanh Diện vừa mới đi không tới mấy bước liền nghe thấy âm thanh của người đàn ông lúc nãy bị anh đánh truyền đến. Chương 1159, chính là cái thằng nhóc này. Chính là cái thằng nhóc này, nhanh chóng bắt cậu ta lại cho tôi. Trong nháy mắt mấy tên bảo vệ nghe thấy tiếng la của La Gia Hào, gương mặt của tên bảo vệ đứng đầu trở nên lạnh lùng, lên tiếng nói. Chính là cái thằng nhóc này đã ra tay đánh cậu La đó à? Lâm Thanh Diện vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy La Gia Hào mà anh cảnh cáo lúc nãy, còn có người phụ nữ đó. Hiển nhiên là lúc nãy hai người đó bị anh dạy dỗ cảm thấy không cam lòng, thế mình trở về tìm bảo vệ đến đây muốn tìm mặt mũi trong nháy mắt, trên mặt của Lâm Thanh Diện càng đầy vẻ khinh thường. Lúc nãy là do các người không làm hỏng chuyện của tôi cho nên tôi cũng không muốn xử lý các người rồi, nhưng mà bây giờ các người còn dám đến tìm tới cửa, chẳng lẽ là các người chán sống rồi à? Hai người đó thật sự không ngờ đến là Lâm Thanh Diện không chỉ không nói xin lỗi với bọn họ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế mà còn dám nói năng lỗ mãng với bọn họ như vậy. Trong nháy mắt, sắc mặt của La Gia Hào trở nên vô cùng khó coi, trên mặt tràn đầy vẻ không cảm tình nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói. Cái thằng nhóc thối này thế mà ngay cả tôi cậu cũng dám động vào, anh em, chỉ cần các người có thể trừng trị cậu ta ác động giúp cho tôi, đến lúc đó các người muốn cái gì thì tôi cũng đều có thể cho các người. Dù sao thì trước đó La Gia Hào đã cho mấy người bảo vệ mấy triệu. Giờ phút này, Lâm Thanh Diện nhìn có vẻ vô cùng yếu, trên người cũng không có được mấy khối cơ bắp, lại cộng với việc Lâm Thanh Diện ăn mặc vô cùng đơn giản, trong tay còn cầm theo một tảng đá, nhìn có vẻ như là tên ăn mày ở ven đường. Dù sao nếu như là người có tiền căn bản cũng không thể có dáng vẻ như thế. Mẹ nó, thằng nhóc này trà trộn vào trong hội giao lưu của chúng ta thì thôi đi, thế mà còn dám ra tay với người khác, cậu cũng đừng có trách là chúng tôi không khách khí với cậu. Mấy tên bảo vệ lập tức mở miệng nói. Chuyện của tôi không đến lượt các người quản đâu, nếu như các người thật sự không muốn mất công việc này thì cút đi nhanh lên đi. Lâm Thanh Diện cũng không muốn phải ra tay đánh người ở đây. Dù sao thì đây là hội giao lưu do Trần Sở Thiên đã tổ chức, nếu như anh thật sự ra tay ở đây, chẳng khác nào là đang đấm vào mặt của Trần Sở Thiên, nếu như là tin tức này bị truyền đi, chỉ sợ là mặt mũi của Trần Sở Thiên sẽ không được đẹp mắt. Ôi chao, cái thằng nhóc này trông có vẻ phách lối quá đó chứ, chắc là lâu rồi cậu ta không có bị người nào đánh. Tên bảo vệ cầm đầu mang theo vẻ khinh thường trên mặt, mở miệng nói. Đã như vậy rồi thì bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho người đến đây dạy dỗ nhóm các người một phen. Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện tràn đầy sự khinh thường. Ha ha, cái thằng nhóc như cậu mà còn tìm người nữa hả, cậu muốn tìm ai đây? Cái loại nghèo nát giống như cậu quen biết được mấy người, chẳng lẽ là mấy nhân viên làm việc ở trên công trường hả? Những người xung quanh nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện, lập tức cười nghiêng ngả. Được rồi, bây giờ cậu gọi điện thoại. Tôi cũng muốn xem có thể tìm được người nào đến đây. Trên mặt của La Gia Hào tràn đầy khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, trực tiếp mở miệng nói, mà giờ phút này Lâm Thanh Diện cũng không hề do dự một chút nào, một tay cầm theo tảng đá, một cái tay khác lấy điện thoại di động ở trong ngực ra gọi điện thoại qua cho Trần Sở Thiên. Bây giờ Trần Sở Thiên đang nói chuyện phiếm với ông cụ Trương, sau khi nhìn thấy tên của người gọi điện, lập tức mở miệng nói. Tôi có chút chuyện, các người chờ tôi một chút. Mà ông cụ Trương lập tức gật đầu, Trần Sở Thiên đi ra ngoài kết nối điện thoại, trong nháy mắt đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh của Lâm Thanh Diện. Có mấy tên bảo vệ đang ngăn cản tôi lại, tôi đang ở lầu 2, nếu như ông có thời gian thì đến đây xem một chút đi. Mà Trần Sở Thiên vừa nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, trong lòng lập tức tràn đầy lửa giận, dù sao thì trước đó ông ta cũng đã cảnh cáo bảo vệ của mình rồi, chỉ cần là có thể vào đây thì tuyệt đối không thể làm gì với bọn họ. Kết quả là bọn họ không làm theo, thế mà lại còn chặn đường của Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ là không phải đang tìm cái chết à? Cậu yên tâm đi, tôi lập tức đến đó ngay, tôi đang ở trên lầu, nhiều nhất thì mười mấy giây đã đến nơi rồi. Nói xong câu nói đó, Trần Sở Thiên trực tiếp cúp máy chạy xuống dưới lầu, Lâm Thanh Diện cũng thả điện thoại di động xuống, hờ hững nói một câu với đám người bảo vệ trước mặt. Các người chờ thêm một lát nữa đi, lập tức có người đến đây thôi. Các người đợi tai họa giáng xuống đầu đi. Ha ha, dựa vào thằng nhóc như cậu ấy à, tôi cho cậu biết là ngày hôm nay cho dù cậu có kêu ai đến đây thì cũng không có chút tác dụng nào đâu. Cậu cũng dám ra tay với tôi, cậu đã sắp chết đến nơi rồi, tôi sẽ cho cậu phải cút ra khỏi chỗ này, hơn nữa còn là được mang ra bên ngoài, bởi vì đến lúc đó chân của cậu sẽ bị chúng tôi đánh gãy. Kết quả lời của La Gia Hào vẫn còn chưa nói xong liền nghe thấy một âm thanh lớn vang lên.
Tôi thấy là các cậu to gan lớn mật lắm rồi đó, thế mà lại dám đuổi người tôi mời đến. Sau khi âm thanh này truyền đến, nhóm bảo vệ, còn có cả đám người La Gia Hào đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Bởi vì lúc trước La Gia Hào và Đỗ San San căn bản cũng chưa từng gặp Trần Sở Thiên, dù sao thì thân phận và địa vị của Trần Sở Thiên chính là đặt ở nơi đây, bọn họ căn bản cũng không có tư cách được gặp. Bình thường Trần Sở Thiên thích ăn mặc quần áo mộc mạc, cho nên lúc này trông có vẻ như chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Nhìn thấy ông già này, trong nháy mắt trên mặt của La Gia Hào tràn đầy vẻ khinh thường hét lên một tiếng. Cái ông già hèn mọn này, ông là cái thá gì vậy hả? Người mà ông mời đến đây rất ghê gớm à, cái thằng nhóc này dám đánh tôi đó, vậy xem như cậu ta xong đời rồi. Đúng rồi đó, thằng nhóc này còn dám kêu tôi cút đi, ngày hôm nay tôi nhất định phải xả cơn giận này ra mới được. Trên mặt của Đỗ San San cũng tràn đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói. Đương nhiên là mấy tên bảo vệ này nhận ra Trần Sở Thiên, dù sao thì hồi sáng này Trần Sở Thiên cũng đã cố ý nói với bọn họ rằng không thể ra tay trong hội giao lưu được. Bất kể là ai, chỉ cần vào rồi thì nhất định phải đối xử cung kính với người ta, nhưng mà hiện tại bọn họ lại muốn ra tay với Lâm Thanh Diện, điểm mấu chốt đó chính là Lâm Thanh Diện lại là người bạn do đích thân Trần Sở Thiên mời tới. Chương 1160, ông là Viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần. Sắc mặt của tên bảo vệ đứng đầu tràn đầy vẻ hoảng sợ, mặt mũi mang theo chút cung kính kêu một tiếng, dù sao thì địa vị của Viện trưởng Trần ở trong thành phố vô cùng đáng sợ. Địa vị trong giới y dược của ông ta cũng ở đó, trong toàn bộ thành phố này, người mà không cho Viện trưởng Trần mặt mũi đúng là không có được mấy người. Dù sao thì cũng không có người nào đảm bảo rằng cả một đời này đều sẽ không bị bệnh, đặc biệt là những người có tiền, càng có tiền thì lại càng sợ chết, cho nên không ít danh môn vọng tộc đều phải lấy lòng vị này đủ kiểu. Cái gì chứ, ông ta là Viện trưởng Trần. Trong nháy mắt La Gia Hào và Đỗ San San bị dọa không hiểu ra làm sao. Hai người bọn họ căn bản cũng không ngờ đến người Lâm Thanh Diện gọi đến lại là Viện trưởng Trần. Chuyện này quả thật đáng sợ mà lần này La Gia Hào đến hội giao lưu là muốn lôi kéo làm quen với Viện trưởng Trần. Dù sao thì bản thân của ông nội anh ta đã bị bệnh nặng, đang chờ người đến cứu mạng. Mà lúc trước anh ta đã cầu xin Viện trưởng Trần một lần, nhưng mà vẫn không thể gặp được mặt Viện trưởng Trần, đã bị người ta đuổi ra ngoài. Viện trưởng Trần, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không biết cậu ta là người khách mà ông tự mình mời. La Gia Hào lập tức bị dọa cho phát sợ, vội vàng bước lên nói xin lỗi, mà sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Viện trưởng Trần đến rồi, trong nháy mắt liền nhẹ gật đầu nói với Viện trưởng Trần. Chào Viện trưởng Trần, cậu không sao đó chứ? Viện trưởng Trần cũng căng thẳng mở miệng hỏi thăm Lâm Thanh Diện. Không có việc gì đâu, Viện trưởng Trần, trước tiên ông xử lý mấy người này đi. Lúc này sắc mặt của Lâm Thanh Diện cũng rất khó coi. Căn bản là một giây anh cũng không muốn nhìn thấy những người trước mặt mình. Được, tôi sẽ xử lý bọn họ ngay. Viện trưởng Trần lập tức nở nụ cười đầy mặt rồi nói, chỉ có điều là bây giờ ông ta vô cùng tò mò tại sao ở trong tay của Lâm Thanh Diện lại cầm một tảng đá. Đây là hội giao lưu dược liệu, nếu như Lâm Thanh Diện đến đây để mua dược liệu vậy thì dĩ nhiên đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà tại sao lại đi mua một tảng đá vậy chứ? Nhưng mà Viện trưởng Trần cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì bây giờ Lâm Thanh Diện đang giận dữ mắng mỏ La Gia Hào và Đỗ San San còn có mấy tên bảo vệ đó nữa. Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, tất cả mọi người đều bị sợ đến choáng váng, thái độ nói chuyện của Lâm Thanh Diện và Viện trưởng Trần căn bản cũng không phải chỉ là quen biết mà thôi, cái này còn có giọng điệu như là đang dạy Viện trưởng Trần cách làm việc. Mà Viện trưởng Trần lại còn có bộ dạng không có chuyện gì hết, chuyện này thật sự quá đáng sợ, dù sao thì đây cũng là Viện trưởng Trần mà. Thật sự xin lỗi. Trong nháy mắt La Gia Hào bị dọa không nhẹ, ban đầu anh ta còn trông cậy mình có thể lấy lòng Viện trưởng Trần, chữa bệnh cho ông nội của anh ta, hiện tại thì hay rồi đó, anh ta trực tiếp gây chuyện với Viện trưởng Trần rồi, mấy cái thằng nhãi này, sau này tôi sẽ tính toán với các cậu, bây giờ các cậu đuổi hai người này đi cho tôi ngay lập tức. Viện trưởng Trần trực tiếp mở miệng nói, mà mấy tên bảo vệ đó vừa nghe thấy Viện trưởng Trần tự mình lên tiếng, họ căn bản cũng không dám không nghe theo. Trực tiếp chạy qua bên đó, không thèm quan tâm đến Đỗ San San là con gái, cứ vậy mà lôi kéo đi ra phía lối ra. Mà La Gia Hào cũng không có quả ngon gì để ăn, bị kiềm chặt lại. Giờ phút này mặt mũi của La Gia Hào và Đỗ San San đều đã bị ném sạch sẽ, nhưng mà bọn họ không có cách nào hết. Dù sao thì lấy thân phận của bọn họ, ở trước mặt của Viện trưởng Trần căn bản chẳng là cái khỉ khô gì hết,
mà viện trưởng Trần nhìn thấy hai người bọn họ đã bị đuổi đi rồi, lúc này mới quay đầu lại, trên mặt tràn đầy vẻ có lỗi nói với Lâm Thanh Diện. Thật sự ngại quá, đều là do tôi không quản tốt cấp dưới của mình, cho nên mới khiến cậu chịu thiệt. Viện trưởng Trần, ông cũng không cần phải khách khí với tôi như vậy đâu, dù sao thì chuyện này cũng không thể trách ông được. Yên tâm đi, tôi vẫn còn không đến mức bởi vì chuyện này mà tức giận với ông. Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng nói. Cậu không giận là được rồi, đi lên lầu ngồi với tôi một chút đi. Đương nhiên lúc này Trần Sở Thiên cũng đã hiểu Lâm Thanh Diện không phải là loại người tính toán chỉ ly. Nếu như Lâm Thanh Diện đã nói là không có chuyện gì, thế thì chắc chắn là không sao hết, cho nên lôi kéo Lâm Thanh Diện đi lên trên lầu. Mà lúc này trong phòng bao ở trên lầu, ông cụ Trương với Trương San San đang uống trà ở trong tay, Trương San San trực tiếp mở miệng hỏi. Ông nội ơi, ông đoán xem viện trưởng Trần có thể giúp chúng ta được không? Cháu cứ yên tâm đi, dựa vào địa vị của viện trưởng Trần, chuyện này đối với ông ấy mà nói chỉ là thuận tay mà thôi, đương. Nhiên nếu như chúng ta ở địa bàn của chúng ta, vậy thì căn bản cũng không cần viện trưởng Trần phải ra mặt giúp. Trên mặt của ông cụ Trương tràn đầy vẻ tự tin. Đó là điều đương nhiên rồi, ai mà không biết nhà chúng ta ở địa bàn của chúng ta chính là thế gia y dược cơ chứ. Trong nháy mắt trên mặt của Trương San San cũng tràn đầy kiêu ngạo, mở miệng nói. Khiêm tốn lại đi, bây giờ chúng ta đang ở chỗ của viện trưởng Trần, dù sao thì địa vị của viện trưởng Trần vẫn còn ở đó, chúng ta không thể quá khoe khoang được. Ông cụ Trương phá lên cười, đương nhiên là ông ta cũng cho rằng nếu như ở cái tỉnh này thì đúng là danh tiếng của viện trưởng Trần lớn hơn, nhưng mà nếu như ở địa bàn của bọn họ, vậy thì danh tiếng của nhà bọn họ tuyệt đối không thấp hơn viện trưởng Trần. Cháu ngược lại hy vọng là viện trưởng Trần có thể dẫn cái thằng cha đó đến trước mặt của chúng ta, cháu thật sự muốn hỏi xem anh ta có tư cách gì mà lại không bán đồ vật ở trong tay của anh ta cho chúng ta. Trương San San giận dữ mở miệng nói. Mà lúc này ở một khoảng cách cách ông cụ Trương và Trương San San chỉ có mười mấy thước, Lâm Thanh Diện và viện trưởng Trần đang đi về phía bên này, trên mặt của viện trưởng Trần giạt rào ý cười. Tôi có một người bạn cũng có hơi nổi tiếng về phương diện giám định thảo dược, là một người đến từ thành phố khác, một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu, nói không chừng có lẽ là nhà của bọn họ có thứ mà cậu cần. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói này thì nhẹ gật đầu, mở miệng đáp lời lại. Vậy làm phiền ông rồi. Không cần phải khách khí đâu, đây đều là những chuyện tôi nên làm vì cậu mà. Viện trưởng Trần lập tức cười lớn nói, trong lòng của ông ta, y thuật của Lâm Thanh Diện có thể dùng từ xuất thần nhập quỷ để hình dung. Cho dù ông ta có bái Lâm Thanh Diện làm thầy đó cũng là niềm vinh hạnh của ông ta, ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, ông ta cũng chỉ là sâu bọ mà thôi, căn bản cũng không phải là đại sư nổi tiếng trong giới y dược. Đương nhiên ngày hôm nay Lâm Thanh Diện đến đây mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm dược liệu, giống như là có tinh khiết với tảng đá, anh thấy đều đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến cửa phòng. Viện trưởng Trần trực tiếp mở cửa ra mang theo Lâm Thanh Diện đi vào trong. Trương San San nhìn về phía cửa đang mở, sắc mặt của cô ta thay đổi nhanh chóng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại là anh? Lúc này Trương San San thật sự không ngờ đến người đi vào với viện trưởng Trần chính là cái tên nghèo nàn có cỏ tỉnh khiết ở trong tay hồi lúc nấy. Ngược lại là ông cụ Trương lập tức đứng dậy đi đến phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, cầm lấy tay của viện trưởng Trần, mở miệng nói. Thật không hổ là viện trưởng Trần, quả nhiên là ông ra mặt có tác dụng, nhanh như vậy mà đã có thể đem thảo dược đến trước mặt của chúng tôi rồi. Lúc Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của người này thì lập tức nhíu mày lại. Mà viện trưởng Trần thì lại kinh ngạc không thôi. Ông ta cũng không kịp phản ứng lại rốt cuộc ông cụ Trương có ý gì, chỉ là quay đầu lại nói với Lâm Thanh Diện. Đây chính là người am hiểu về phương diện dược liệu mà lúc nãy tôi mới nói với cậu đó, ông ta là người ở thành phố khác, hai người có thể giao lưu trao đổi với nhau, có lẽ là bọn họ có đồ vật mà cậu cần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1160.